Hello các chị đẹp. Hello mọi người, đây lại thay cái combo khác cho em. Đây nhá, em không phải là em thề luôn là chưa bao giờ treo đầu dê bán thịt chó cái gì cả. Chưa bao giờ treo đầu dê bán thịt chó cái gì cả. Nhưng mọi người nhìn này, cái quần tất em mặc nhá. Vì sao mà em lại được một đôi như này? Lúc này là em dở ra, lúc em dở ra thì kéo không may cắt vào cái tất của em. Nhìn không? Cắt vào một lỗ tròn như này. Quần tất nhật 11k chưa bao giờ. Chưa bao giờ nói điêu luôn mọi người, lên vi em đờ cho mọi người em nhìn này. Quần tất này, em cho mọi người xem quần tất nhật này. Nó dai như thế nào mà cũng 11.000 thôi nhá. Không bao giờ là điêu luôn mọi người. Luôn lên đi, lên vào livestream lại cho em đi. Hôm nay em rất là điên máu. Bởi vì cái mạng nó cực kỳ khó chịu luôn. Cái mạng nó rất là khó chịu cái mạng. View cực kỳ tụt nhanh. Có nghĩa là bình thường livestream mọi người biết rồi đấy. Buổi tối như thế này không bao giờ dưới 200. View lúc nào cũng tăng nhanh. Đây mọi người vào đây em giới thiệu cho mọi người. Không bao giờ, em không biết là mọi người thì với cái giá mọi người mua thì như thế nào. Nhưng với nhà em, quần tất nhật nhà em mà 11.000 quần tất nhật em, mọi người nhìn này. Nhìn được em này, siêu dai mà mặc rất trong nhá. Nhìn được em này. Nhìn thấy chưa? Không bao giờ điêu luôn. Cái tại sao mà còn một đôi cuối cùng, đôi đen cuối cùng. Hello các tình yêu, đôi đen cuối cùng cho em. Đôi đen cuối cùng, tại sao em được có một đôi đen? Bởi vì nhà em hết sạch, cháy sạch bách, không còn một đôi nào. Nhìn này. Nhìn này, rách nhưng mà một lỗ này, nhìn thấy không? Lỗ tròn nhá. Đây nhìn được em này, quần tất này. Siêu dai luôn, nhìn được em rách lỗ tròn này, phải có hàng mặc này. Em đã bảo rồi, buôn quần tất ấy thì có rất nhiều người buôn. Buôn quần tất nhật này lại càng nhiều người buôn nữa. Bởi vì sao? Nó quá hot. Mấy năm rồi nó quá hot quần tất nhật này. Nhưng mà để mà nói hộ mọi người này, để mà đây em bắt đầu mọi người chia sẻ lên cho em nhé. Hôm nay cực kỳ nhiều mã tặng luôn. Để mà nói mà cái quần tất mà giá nó đẹp ý, mà 11.000 một đôi, không ai có luôn nhà như nhà em. Riêng vừa rồi này, khách mua một lúc 100 đôi, không nói yêu luôn. Không mua một lúc đơn lẻ luôn, nhìn em này. Quần tất là không bán nữa bởi vì hết rồi. Quần tất da và quần tất đen hết rồi, không bán nữa. Nhưng mà để cho mọi người nói là em không phải là bán đồ rẻ là đồ ôi. Không bao giờ bán đồ rẻ là đồ ôi. Mọi người nhớ là chia sẻ lên cho em. Quần tất em vui vui em lại xả cho mọi người nữa 11.000. Nhưng mà phải vui vui nhiều em này. Quần tất nhá, không nói điêu luôn. Con chó nào điêu. Em nói thật mọi người, nếu mà em lấy quần tất khác mà em mặc để em quảng cáo, em lấy quần tất mấy trăm nghìn mà em quảng cáo cho quần tất 11.000 thì em mất lộc luôn, không có lộc buôn bán luôn. Mặc quần tất nhật là mặc quần tất nhật, bán quần tất 11.000 là quảng cáo quần tất 11.000. Đây nhìn đủ em này, nhìn đủ em cái vết tròn nhỏ nhỏ không, nhìn đủ em không, nhìn này. Vì sao em mới được có một đôi này? Bởi vì sao? Là vừa rồi là lúc mà dở ra cho mọi người giao hàng đi thì cái kéo nó chạm vào đây nó rách mất. Nên là em cũng có một đôi em dùng mọi người nhìn này, rách tròn này, nhìn đẹp không? Quần tất nhật để nói cho mọi người nghe. Bây giờ vào đông đông bắt đầu mới nói, rất là nhiều người buôn quần tất, không phải là một mình em buôn. Đặc biệt là cái quần tất này đây cho mọi người xem nói không, mọi người để bảo đây. Quần tất này rất nhiều người buôn quần tất nhật này, chứ không phải là một mình em buôn quần tất nhật. Nhưng để mà nói cái quần tất nhật xịn ấy, mọi người sẽ so sánh nhá. Bởi vì sao bây giờ cái giá họ mọi người mua ấy, 15.000 cũng có, 20.000 cũng có, 25.000 cũng có, rất là nhiều giá. Nhưng mà để tìm được một cái xưởng quần tất nhật này, nhìn đủ em này, nhìn đủ em chưa? Không bao giờ nói điêu này, nhìn đủ em này, nhìn quần tất này. Mọi người nghe này, tiếng em đúng không? Đó, rất là dai, mặc cực kỳ thích. Rách thì cũng chỉ rách tròn thôi, mặc rất là thích luôn. Quần tất này không bao giờ nói điêu, mặc cực kỳ trong, màu đen này, trong vắt luôn mà nhìn rách tròn này. Quần tất lỗ cực kỳ dai, giá là 11.000 nhưng mà hiện tại quần tất đang cháy. Khi nào vui vui sẽ bán tiếp nên là mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em. Đây, quần tất nhật đây. Cực kỳ dai luôn nha, em lấy cho mọi người xem này. Đó, không phải là không bao giờ. Còn mọi người mua cái loại rẻ hơn nhá, cũng có nhưng mà sao? Quần tất nhật này, ừ chị Mai chua, thế nên là yên tâm đi là em bán cho mọi người đây. Hàng này công nhận mặc thích thật. Mình phải nói thật là em chọn, em buôn mấy năm quần tất rồi, thế nên là mọi người yên tâm. Một cái giá một đôi này 11.000, đây lấy cái đôi khác, đôi này hết rồi đấy, quần tất hết sạch luôn. Có mấy đôi thôi, quần tất dày năm trước chị mua rồi. Ừ chị Nguyễn Hồng Anh ơi, không phải là cái quần tất này là quần tất mỏng cho em. Quần tất này là quần tất mỏng, không phải quần tất dày cho em. Nhớ là chia sẻ lên cho em vui vui tính tí nữa lại bán tiếp 11.000. Nếu mà mọi người chia sẻ nhiệt tình hôm nay lên 1.000 là chia sẻ hứa luôn lại tiếp tục bán quần tất lỗ luôn 11.000. Quần tất 11.000 là quần tất lỗ nhá, không phải là con chó nó nói điêu lấy quần tất mấy trăm nghìn mà bảo đây 11.000 của em đây, nhìn này. Không bao giờ nói điêu, nhìn của em chưa? Nhìn nghe tiếng chưa đã? Đấy, không bao giờ này. Không bao giờ. Nhìn này. Phê chưa? Phê chưa? Không bao giờ lấy quần tất mấy trăm nghìn để quảng cáo cho quần tất 11.000. Con chó nói điêu mất mẹ lọc luôn. Nói thật sự luôn, em bán hàng rất là xanh chín đây, mặc rất đẹp. Nhưng quần tất này là chưa bán, hôm nay mà vui vui các tình yêu chia sẻ lên. Ừ đấy, mạng một phát là ok luôn. Các tình yêu mà vui vui này, nhìn này, mặc phê luôn. Nó dai kinh khủng luôn, đúng là thực sự là nhà nào buôn xưởng nào em biết. Riêng quần tất nói không nói, mẹ nói không nói chẵn luôn. Chứ các tình yêu mà mua quần tất nhật nhá, mọi người bảo là ôi rồi quần tất là nhật này năm ngoái tao mua rồi có 25.000 một đôi, em bán 11.000, năm ngoái tao mua rồi có 25.000 một đôi thôi, nhưng mà mặc nó mùn mùn ra thế thì chưa biết phải chọn xưởng. Đã bảo rồi, một đến mức là một kéo lót thôi đã có loại này loại kia rồi. Quần tất thì có rất nhiều loại nhưng mà bán quần tất 11.000 là quảng cáo quần tất 11.000 nhá. Nên là mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên, hôm nay vui vui lại chia sẻ tiếp quần tất chuẩn.
chuẩn là 11.000, không có hơn mà bán lỗ luôn đây. Nhìn của em cái vết rách tròn này, mặc từ bữa nãy đến giờ đây, nhìn này, đây cho mọi người xem kỹ nhá. Nhìn của em cái vết rách chưa, đây là cái vết rách tròn nhỏ xinh xinh này đó, là lúc mặc, là lúc mà hôm nay là nó kéo nó cắt vào đây, rất là đẹp luôn này. Nhìn mặc trong vắt chưa, đây cho mọi người xem, không phải bảo em nói điêu nhá. Đấy mọi người nhìn vào để ý mà xem, livestream có một vết rách nhỏ xíu đây, đây là được ấy. Đây là chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em, đây có một cái áo khoác hồng rất đẹp. Mã đầu tiên lúc nào cũng là một mã để vừa bán vừa chiên cho các tình yêu, nên mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em, đổi cái view một cái khác hẳn luôn. Vậy vừa nãy em bảo rồi, ít nhất nhà em view phải hơn 200 bắt đầu mới phát mã. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em. Tối hôm nay vui vui 1.000 chia sẻ một phát trong cái livestream này. Bởi 1.000 chia sẻ em dễ lắm mọi người, mỗi người chia sẻ 5-7 hội nhóm thôi. Bán tiếp Tết Nhật 11.000, hứa là đúng, mà Tết Nhật là Tết Nhật đẹp. Lấy loại là lấy loại xịn đây, nhìn của em này, đeo màu đen chưa? Trong vắt chân nhá, mà nhỏ chân luôn, không bao giờ nói điêu đấy. Màu là màu phải trong vắt. Chứ mà nếu mà đã đeo tất đen dày nhá là phải dày hẳn, nhưng đã mỏng là phải mỏng hẳn. Công nhận cái tất này thích thật, thằng nào khách mua nhiều là phải nào, đây. Nào. Nhìn này, vẫn thích, công nhận cái tất này thích chưa? Không phải là kiểu vợ này, lên cho em cái áo hồng kia đi, đây áo hồng đây. Một cái mã áo hồng cho em, một cái mã hồng phấn cho em, phát hồng phấn cho em. Mã này cực kỳ dày, đây cho mọi người xem. Một view mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em, một chia sẻ mạnh tay lên cho em. Đúng thực sự là cái mã này phát hồng cho em, vừa bán vừa tặng các chế, không bao giờ có cái giá hơn. Nhưng chỉ cần mọi người chia sẻ lên, nhìn của em cái áo hồng này, nhìn của em khoác dài này, cực kỳ đẹp luôn này. Khoác này này, khoác nó là khoác váy, mọi người có thể mặc thành váy cũng được, nhìn của em chất này. Mọi người có thể mặc thành váy len cho em cũng được, mặc với quần tất cực kỳ phê, mọi người tháo ra làm khoác cho em cũng được. Chia sẻ lên cho em mã này bán, đúng là thực sự là đầu livestream lúc nào cũng là một mã, bởi vì mã này không bao giờ có cái giá này nữa. Một cái váy len nếu như mọi người mà mua ở ngoài nó phải rơi tổng khoảng 250.000, mọi người thành khoác nữa đây cho mọi người xem. Khoác len đây, rất là đẹp, mọi người đóng vào mọi người thành váy nhá, cực kỳ xinh luôn. Đúng là vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Mã này mọi người đóng vào thành váy, dáng ôm body. Còn nếu không mọi người để khoác như này, cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em. Mã này bán cho em 71.000 một đầu livestream lúc nào cũng là một cái giá rất là yêu luôn. Đây nhìn này, đẹp chưa? Mã này thì khỏi phải nghĩ nhá. 71.000 cho em nhìn chất len này. Mọi người đóng vào cho em thành một cái váy len body cực kỳ đẹp. Đấy, thành hai công dụng luôn. 71.000 cho em mã bao nhiêu đây? Màu này gần như ai cũng mặc được bởi vì nó len ôm body mà. Mã 30 à? Mã bao nhiêu đây? 71.000 một cái len cho em. Trời ơi, 71.000 một cái khoác len. Không ai có cái giá này đâu, ngoài các tình yêu phải chia sẻ lên cho em. Trời ơi, tất mặc thích thật. Em giữ luôn cái này mặc rách cũng được. Đây. Đây mọi người này, đóng vào một cái áo len thành một cái váy len nếu như mọi người mặc bên trong nhá, nhìn của em này. Đó, đẹp chưa? Đóng vào mà len rất đẹp luôn nhá, không bao giờ có chuyện len vớ vẩn luôn này. Đó mọi người nhìn không? Cực kỳ đẹp cho em, một cái mã này 71.000 cho em, màu hồng hồng đất cho em, màu hồng đất rất đẹp. 30 cho em nhanh tay thì còn này, 71.000 không bao giờ có giá này lần thứ hai luôn, nhìn này xinh chưa? 71.000 cho em rất đẹp luôn, mã này chốt cho em. Mua đen phát đâu rồi? 71.000 cho em nhanh tay thì còn mấy chiếc thôi, 71k cho em, mã này mặc rất là xinh luôn. Rồi mặc bên trong quần dạ cũng đẹp này. Mã 30 chốt cho em đúng không? 30 này Yến Hà cho em này. Đẹp quá. Yến Hà cho em này 71.000 này. 30 chốt cho em nhanh tay thì còn. 30 chốt ai? Linh Trần cho em này. 71.000, ai mua hàng em thì biết là 71.000 cho em. 30 nhanh tay cho em, 71.000, nhanh tay. 30 cho em này, 71.000 cho em này. Xinh chưa? Khoác này nhá, mọi người có thể bỏ ra làm khoác, khoác cũng rất đẹp luôn đây. Bỏ ra làm khoác thì khỏi phải nghĩ luôn, 71.000 cho em. Nhớ là chia sẻ mới được cái giá này các chế nhá, chia sẻ mới được cái giá này cho em. 71.000 chia sẻ mới được cái giá này cho em này. Xinh cực kỳ luôn. Trần Cherry cho em mã 71 này. Trần Cherry mạng hôm nay vẫn hơi bị chập chênh này. 71.000 cho em ok. 330 cho em 71.000 áo cho em mặc nhá. 71.000 này. Mai Chua có hàng này. Ok, 71.000 này chốt ai nữa đây? Hằng Ly cho em này. 71.000 khoác này, xinh lắm luôn này. 30 Hoàng Ngân này. Hằng Ly. Ok, Hoàng Ngân cho em này. Ok, 71.000 cho em này. Ok. 30 Hoàng Ly cho em này. Cái này mặc xinh lắm luôn này. Ai? Hằng Ly cho em này. Hằng Ly cho em này, 71.000 này, ok. 30 chốt tiếp cho em, mọi người mặc rất xinh luôn. 71.000 một cái, không bao giờ có. Mặc với tất này, mọi người mặc cứ mặc combo cho em này. 30 Winnie Sunny cho em này. Em béo mọi người thấy không, 30 này Winnie Sunny cho em này. Khoác không bao giờ bán 71.000, 30 này. Mai Chua có hàng rồi nhá, Winnie Sunny cho em này. 71.000 này, ok, chị Trần Cherry có hàng rồi này. Len nhà Quỳnh rẻ mà chất đẹp lắm, cảm ơn mọi người nhá. Đây, lên cho em 71.000 một cái áo khoác cho em, 30 chốt cho em Nguyễn Dung này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Một cái mã này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Nguyễn Dung cho em này, 71.000 cho em ok. 30 Nguyễn Thanh Lan cho em. Lâu lắm rồi mới bán một cái mã rẻ như thế này. Nguyễn Thanh Lan cho em này. Nguyễn Thanh Lan cho em mã này, nhận không đẹp đập đầu em luôn. 71.000 này ok. 30 Thị Nhung này, màu hồng rất xinh này. Còn đúng mấy chiếc nữa là hết nhá. Nhìn của em này, cọc này. 30 này, 30 này, Thương Giang này. 30 Chị Nhung này, Chị Nhung cho em này. 71.000 cho em này. 30 Hương Giang này. 30 này Hương Giang này. Hương Giang cho em này.
71.000 cho em này. 30 Thúy Dung này. 30 Thúy Dung cho em này. Rất đẹp, 71.000 thôi ạ. Thúy Dung cho em 71.000 này. 30 chốt cho em này. 30 chốt Phương Hà này. Anh bật quà cho em cái 71.000 cho em này. Rất là xinh, còn đúng hai chiếc nữa nhìn của em này. Khoác màu hồng phấn nhá. Ngoài là màu hồng phấn các tình yêu nhá. Nhớ hộ em là chia sẻ mạnh tay lên cho em 30 đi Suka Vũ cho em này. Ai cũng mặc được luôn, nhìn này. Xinh lắm, mặc cái mã này á. 6 Huỳnh Hoa ơi, 65 cân thì mặc khoác thôi, đóng cúc thì không, hơi bị chặt một tí. 30 chốt cho em này, Nisuka Vũ này. Nisuka Vũ cho em. Ok, 71.000 Hương Giang có hàng rồi nhá. 30 này, đẹp chưa? Eo ơi. Quần tất này hôm nay vui nhá, nhớ là chia sẻ mạnh tay lên cho em các chị ơi. Ơi. Hương Giang Nguyễn Thanh Lan và Nguyễn Dung xin số đây. Hương Giang Nguyễn Thanh Lan và Nguyễn Dung cho em này, chia sẻ livestream cho em, các chị đừng cười em nhá, lại bảo em mặc quần tất rách. 71.000 cho em một cái khoác cardigan như thế này, xinh chưa? Riêng khoác này chất này, bao chất cho các chế luôn, len này. 30 còn một chiếc nữa cuối cùng là hết này. 30 còn một chiếc cuối cùng nữa là hết cho em. 30 còn một chiếc, đúng một chiếc cuối cùng nữa cho em là hết này. 30 còn một, cho em một áo đi. Comment của em mã 30 nhá. Trời ơi, em đã bảo rồi, view phải là view này, nhìn của em này, tắt này. Đúng một lỗ tròn, xem từ đầu livestream đến giờ mà xem. 30 Thanh Nga Nguyễn Thị có hàng này. Còn đơn hay sao ạ? Thanh Nga Nguyễn Thị cho em này. Đây, ok. 71.000 thôi ạ, hết cho em mã này. Lên tiếp cho em phao đỏ đi. Bomber tiếp cho em, bomber cháy bao nhiêu ngày hôm nay mới có. Quần tất có, quần tất sẽ bán, nhưng mà mọi người chia sẻ livestream bởi vì quần tất mấy hôm vừa rồi mùng 1 là lỗ sấp mặt. Bán 11.000 một đôi là lỗ sấp mặt, lỗ gọi là đập mặt xuống đất luôn, bởi vì quần tất đẹp luôn, 11.000 một đôi. Em đã bảo rồi, lại nói tiếp, lại thề nữa, thề lần này là thề thật luôn. Con chó nào mà lấy quần tất vài trăm nghìn đi BA cho quần tất 11.000 không bao giờ có. Như thế sẽ là bất lộc. Đây, quần tất 11.000 đây. Nhìn này. Phê chưa? Riêng tất nhá, phê luôn. Nguyễn Dung với Nguyễn Thanh Lan xin số điện thoại cho em. Bomber còn mấy chiếc vừa bán vừa bên trong trần bông rất đẹp luôn này. Sao không lên chân váy jean Quỳnh ơi, chị Bùi Thúy Thúy ơi, chân váy jean bây giờ ngoài Bắc đang hơi lạnh một tí, thế nên là thỉnh thoảng em mới đá được một tí thôi. Nhá, tình yêu bán chị ship cho em mấy lần rồi đó. Ừ, eo ơi, cảm ơn chị Hương Giang nhá. Đây này, lên cho em một cáo len này nữa. Cái mã này là bomber, thực ra bomber em thích form dáng rộng hơn. Bởi vì sao? Để mọi người mùa đông, mọi người mặc bên trong cho em này. Riêng bomber nhà em nhá, 130.000 một cái thôi. Còn đúng mấy chiếc thôi. Bomber này mọi người mà chậm chân là hết này. Đằng sau áo của nó rất xinh này. Đằng sau kiểu như cái kiểu này cực kỳ khỏe khoắn luôn ấy. Bomber bên trong trần bông này. Riêng cái chất bomber nhà em này, không ai bán được cái này 130.000 luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đến mức là nhá, em mặc đi chơi hôm đấy, thực ra là bomber này em bán nha, em bán là em ấy luôn mà. Đây, mã này chốt cho em này, đúng là bao nhiêu chiếc đây, còn đúng 5 chiếc nữa thôi. Thực ra mã này mọi người mặc nhá, form dáng rộng, mọi người mặc bên trong nó len cũng rất đẹp này. Nhìn cái tay của nó này, cực kỳ xịn luôn. 130.000 cho em mã này bao nhiêu đây? Mã 31 cho em, nhanh tay thì còn 31 cho em này. Riêng bomber quá đẹp luôn, bên trong trần bông này. 31 cho em, 31 cho em, nhanh tay thì còn 31 cho em này. 31 cho em này. Có thấy Phạm Thúy Anh nhá, 31 cho em, 130.000 này. Nguyễn Dung không có số xả luôn này. 31 chốt Trinh Thanh này. Trinh Thanh chốt cho em này, nhanh tay thì còn này. 31 sư tử này, mã này ai nhận này? Sư tử này, ừ, sư tử cho em này. Sư tử cho em 130.000 thôi, nhanh tay thì còn. Riêng cái áo này trần bông không bao giờ có luôn. Nhân fan hay cái gì đây? 31 Nguyệt Quế có hàng này. Màu đỏ quá hot luôn này, Nguyệt Quế cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi, Nguyệt Quế cho em này. Ờ, bao nhiêu nhở? Ờ, 130.000 này. Ok, bomber này em mua cái đẹp mê. Cảm ơn Trần Yến Vi nhá, 31 chốt cho em. 130.000 thôi, cực kỳ chất chơi. 31 nhanh tay cho em, còn đúng 2 chiếc này. 31 nhanh tay cho em, 130.000 này. Hôm nay rêu giá sốc luôn, Yến Hải có hàng này, Yến Hải không giấu này. Ok, 31 của một người nữa là hết này. Tinh xuất sắc luôn. 31 chốt cho em, 31 chốt cho em. Đây, bên trong trần bông cho em nhá. Chị được 31 có được chị Nguyệt Quế. Đây, lên cho em nữa này. 31 nhanh tay cho em, 31 nhanh tay cho em. Còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Hàng cao cấp luôn, chứ không phải hàng vớ vẩn luôn. 31 còn một chiếc duy nhất lên, hôm nay dạ cái dạ vàng hết rồi. Dạ vàng chưa? Hết sạch, lấy hết cho em luôn đi. 31 chốt cho em này, lên một cái dạ vàng này. 31 chốt cho em này, 130.000 này. Ok, Nguyễn Trang có hàng nhá. Ok, Nguyễn Trang cho em có hàng. Ừ, Nguyễn Trang này, mã này bomber này một cái có hàng cho em này, xinh chưa? Eo ơi, thực sự cái tất này phải công nhận là này, nhìn này, phải công nhận là cái tất này nó dai mà thích. Thằng nào khách lấy nhiều. Nếu là hôm nay chia sẻ lên cho em 11 lượt chia sẻ lên. Lên cho em nó đi anh, lên cho em cái dạ. Nguyễn Trang, xin số Nguyễn Trang cho anh này. Ừ, Nguyễn Trang, số Nguyễn Trang cho em nhá. À, chị Nguyễn Thanh Lan xin số đi. Nguyễn Thanh Lan, số điện thoại Nguyễn Thanh Lan cho em nhá. Lên cho em cái mã này, mã gì đây? Ồ, đây vest đây này. Nào các chế nào thích vest ra đây vest với em này. Cái vest này phải nói đảm bảo luôn là hàng rất là đắt. Mọi người nhìn cái hộ em nhỉ. Có nhìn cái túi này. Nhìn cái mác này sẽ được tặng kèm cho em đây, vest đây. Trời ơi, cái vest này mà chị nào mà nhận được nhá, có độn vai này.
Chất em không biết diễn tả mọi người như nào, nhưng chất co giãn rất là phê, cực kỳ đẹp luôn. Vest này vừa bán tặng cho em 95.000. Nếu như chị nào mà nhận cái chất vest này xấu trả lại cho em luôn, chất co giãn nhẹ cho em nhá, dưới 55 cân mặc được này. Mọi người nhìn em mặc không? Vest này chất rất là đẹp, hàng này hàng đắt của em luôn, 95.000 cho em, rất là đẹp luôn. Riêng cái vest này mọi người tầm khoảng, nếu mà để đẹp nhất cho em dưới 55 cân mặc đẹp cho em luôn, vest này cho em còn đúng 10 chiếc thôi. Cái vest này đây em cho mọi người xem này, chất cực kỳ, đây nhá, co giãn cho em này. Nhìn của em cái cúc này, cái cúc của nó rất đẹp. Cái chất này 95.000 thôi, hàng này hàng cao cấp của em. Mã này mọi người to béo dày mặc hết luôn, 32 cho em đây cho mọi người xem này. Giờ một cái vest này, đẹp xuất sắc chưa. Cái vest này mọi người không mua thực sự là hơi bị phí của rời. Không mua hơi bị phí của rời luôn. Vest này 95.000 thực sự, nói thật sự là không mua hơi bị phí của rời. Nhìn của em này, hàng này của nó giá gốc của nó là 1.500 tệ. Không nói điêu ạ, không nói điêu luôn ạ. Đây ạ, mọi người sẽ nhận cái vest này thì mọi người sẽ được tặng kèm bên trong sẽ là một cái như thế này, cúc ở đây rất là đẹp luôn. 32 chốt cho em này, trần cherry này, không lấy cái vest này thực sự là phí cuộc đời ạ. 32 chốt cho em này, 32 trần cherry này, 95.000 cho em thôi. Mã này đẹp quá, trần cherry cho em này, 95.000 này, ok này. 32 này, sư tử cho em này, sư tử cho em này, 95.000 này, ok này. 32 nhung dương này, đẹp quá, vest này đẹp quá, giữ một cái mặc nhá. 32 nhung dương này, nhung dương cho em này, ok, 95.000 này, ok này. 32 kính cận nguyễn cho em này, còn mấy chiếc thôi ạ, đẹp quá. 32 cho em này, kính cận nguyễn này, kính cận nguyễn cho em này, 95.000. Cái vest này em phải giữ một chiếc mặc. 32 chốt tiếp cho em, Nguyễn Hồng Anh này. 32 cho em này, Nguyễn Hồng Anh này, mã này ai không chốt hơi bị phí ạ. Nguyễn Hồng Anh cho em này, 95.000 cho em này. Đây cho mọi người đứng lên cho mọi người xem nhá, 32 chị Duyên Nguyễn cho em này. Thực sự 32 cái vest này không chốt thì hơi phí. Chị Nhung ơi, đẹp lắm chị Nhung. Đây 32 chị Nhung cho em mã này, chị Nhung cho em này, 95.000 cho em. 32 chốt tiếp cho em Duyên Nguyễn này, Duyên Nguyễn cho em này, 95.000. 45 cân mặc vừa các tình yêu. Em bảo rồi vest này nó co giãn. Đây em giữ một cái mặc đây cho mọi người xem này. Đứng em cái vest này 35 này, cái vest này mặc quá xuất luôn. Đây cho mọi người xem, Nguyễn Trang ấy, số điện thoại cho em này. Form nhá, form co giãn. 60 cân thì mặc hơi kích tình yêu ơi, nhưng mã này gầy mặc càng gầy càng xinh này. Giá của nó là giá gốc. Đây mọi người nhìn của em này, đẹp chưa, đẹp xuất sắc. Đây bên trong có cúc này nhá, 32 hàng thu có này, còn đúng một chiếc thôi. Để đây, đây cho mọi người xem, hàng chuẩn hãng luôn. Bảo rồi, nếu như mọi người 42 cân là vừa, vesting cho quá xuất sắc. Thực sự cái vest này mọi người mà không chốt thì em nói thật mọi người luôn là quá phí của rời. Người ta gọi là phí của rời, bởi vì cái vest này nó là hàng cao cấp. Em cũng không nài mọi người chốt cái mã này. 32 line mid có hàng, và 32 chốt cho em là hàng thu là hết luôn. Mã này đều trước cho em mặc. 32 này, đẹp lắm, nhìn của em này, cái tác của nó này, đẹp xuất sắc chưa. 32 hàng thu có hàng này, 32 cho em hàng thu này, hàng thu cho em này, 95.000 này, ok này. 32 la la mít nữa này, vesting cho quá xuất sắc nhá. 32 chốt cho em hàng thu này, 32 la la mít hết luôn, để một chiếc em mặc được. Đây eo ơi, thực sự đấy, cái vest này nó là hàng hãng này. Giá gốc của nó mọi người cứ về đi, mọi người bảo đi, giá gốc của nó là 1.500 tệ. Thực sự luôn đấy mọi người, không nói điêu đâu ạ, không nói điêu đâu ạ. Giá gốc của nó, cái vest này gọi là hàng quá cao cấp luôn này. Anh để vào túi cho em cả, la la mít cho em, hết cho em mã này. Lên cho em nữa nhá, một cái dạ này hôm nay cũng sale cho em luôn này. Anh đưa cho em một cái dạ kia. Đây, một cái dạ này cũng sale cho em này. Cái dạ này hôm nay cũng sale cho em luôn. Duy nhất một ngày hôm nay cho em, cũng là hàng hãng cho em nhá. Dạ này cũng là hàng hãng luôn, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em. Nhớ hộ em là các tình yêu chia sẻ lên, chia sẻ để được quyền lợi cho mọi người, chứ không phải là chia sẻ được quyền lợi cho mọi người chứ không phải là chia sẻ để là em lấy cái gì cả, bởi vì là Facebook của em đang bị giảm tương tác, vừa được cho cả em vừa được cho cả chị đúng không tình yêu. Đây một dạ này, này duy nhất hôm nay luôn chia sẻ cho em một mã này. Dạ này thì ưu tiên các tình yêu dưới 50 cân cho em nhá, dưới 50 cân dạ thì em mặc vẫn ok, nhưng mà để mà đẹp nhất thì mọi người đây, dạ này mặc đẹp chưa, riêng cái dạ này mỏng rất là đẹp luôn. Đây mọi người mua cái dạ này nhá, dạ này là dạ mỏng, dạ vest này, trời ơi cái dạ này thực ra là không phải là dưới 50 cân đâu, tầm khoảng dưới 50. Mã này 34 cho em, mã này 34 cho em này, cái này hình như chưa rạch này. Đây có cúc ở đây này, mã này 34 cho em, 34 cho em nhá, xinh chưa. Dưới tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok cho em, dưới 55 cân đi cho em, chia sẻ lên cho em nhá, chia sẻ lên cho em để cho mọi người. Ô em còn từ nữa này, chốt cho lan lan mít đúng không, 32 này, lan lan mít cho em, dạ đẹp quá, lan lan mít cho em này, 95.000 đây. Mã này mọi người chia sẻ lên cho em, dạ rất là đẹp, còn đúng 5 chiếc hiện tại ở đây thôi. Nó rơi vào hôm nay duy nhất bán cho em 90.000 một cái dạ này. Nó là dáng dạ vest nhá mọi người, dạ vest này, chất phê cực kỳ luôn này. Dạ vest cho em có 2 cúc nhá. Đây, dạ vest cho em là 55 cân nhưng mọi người mặc này.
Đây, dạ vét cho em này, dưới 55 cân mặc ok nhá, có cúc ở đây này, mọi người nhìn kỹ không ạ? Dạ vét cho em dưới 55 cân bán 90.000 một cái. 34. Cực kỳ đẹp, mã 34 cho em. 34 cho em nhanh tay thì còn, 34 cho em này. 34 cho em ok Nguyễn Hạnh, nhớ là chia sẻ cho em 34 nhá. Này 34 cho em này. Nguyễn Thắng không biết là có dạ chưa. 34 cho em, 34 cho em. 34 cho em xinh lắm luôn. 34 chốt Phương Thảo cho em này. Từ từ, không phải đâu. Phương Thảo, Phương Thảo cho em này. 95.000 cho em này. Em đọc lại đi. Mã này là mã 34 cho em mà, mã 34 không phải đâu ạ. 34 chốt cho em này, chị nào nhỏ xinh mặc rất đẹp nhá. Liên Trần ơi, có thấy tình yêu Liên Trần nhá. Nhớ là chia sẻ lên cho em, chia sẻ lên cho em này. Mã này màu mọi người yên tâm đi. Cái dạ này mặc cực kỳ phê luôn, nhìn tay của nó này. 90.000 một cái thôi, mã 34 nhá. 32 ok để cho Kem Ly một cái này, ưu tiên lắm đấy Kem Ly. 32 Kem Ly một cái này. Để cho Kem Ly một cái cho em này. Ưu tiên lắm luôn đấy. 34 ok Hoa Pha Lê có hàng này. 32 cho em này. Là ai nhỉ? Là Kem Ly này, ưu tiên lắm luôn đấy. Mã này em thề luôn em đứt ruột. 34 chốt cho em này, Hoa Pha Lê này. Còn đúng 5 cái thôi mọi người, Hoa Pha Lê cho em này. 90.000 này ok này. 34 chốt cho em này, Thanh Nhàn Nguyễn này, có lấy Thanh Nhàn Nguyễn nhá. 34 chốt cho Hán Nhung cho em này. Hán Nhung cho em này. 90.000 cho em này. 34 nhớ hộ em là chia sẻ livestream cho em. 32 em hết rồi tình yêu ơi. 34 này, cái này 90.000 này, mặc rất ok luôn. 90.000 cho em nhá, mã này 90 này. 30 cái này chị Hồng Nhung ơi, cái này không có size, dáng free size mọi người khoác ở ngoài cũng xinh nhá. Cái này mọi người khoác ở ngoài cũng xinh này. 32 hết rồi tình yêu ơi, hết sạch luôn. 32 hết rồi mọi người ơi, 32 không còn nữa. Vest đúng không mọi người nhìn đấy thật đấy. Đây, mã này cũng rất là xinh này, mọi người mặc như này cho em. Đó, mọi người mặc váy kèm ngoài cũng rất là xinh nhá. Đây, đây 30. Đây, cực kỳ đẹp luôn này. 34 chị Hồng Nhung nữa này, mã này cũng xinh chị Hồng Nhung ơi. Mã này cũng xinh này. Vest đen chị 34 chị Hồng Nhung một cái này, ok. Vest đen để em đợi em xem còn em để Phương Thảo ơi, vest đen nếu còn em để cho nhá. Chị Nhung ơi, vest đen hết sạch luôn. Cháy luôn vest đen. Cái này để cho chị Nhung một cái cho em. Điều em chị Nhung một cái. Em hút được anh đi. Đây anh lấy em hút khác, em lấy lên loại khác. Chia sẻ lên cho em đây, một cái áo này cũng rất là đẹp này. Bán này là 529 tệ. Trời ơi, hôm nay mạng cực kỳ chán luôn mọi người ạ. Thoát cái livestream này ra nó còn đỡ một tí chút, chứ mọi người mà xem cái livestream trước á thì gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn, nó không thể nào mà xem được livestream luôn ấy. Đây mọi người nhìn này, một cái mã này cho em nhá. Cái mã này là giả cổ này, rất là xinh, cái mẫu này em thấy cũng rất là thích luôn ấy. Đây, nó có cúc ở đây nhá, nó là giả cổ mọi người nhìn không ạ? Đây ạ. Đây bên trong mọi người đóng cho em cái cúc như thế này vào. Đó, nó là cái giả kiểu giả cổ ấy. Đây mọi người, hình như mọi người đóng cúc nào cũng được hay sao ấy. Đây. Mọi người mặc cho em đây, nó là kiểu giả cổ như này. Đó mọi người nhìn đúng không ạ? Giả cổ như này rất là xinh này, áo len giả cổ mã 35 cho em. Còn một chiếc cho em bán cho em 85.000 đây, len giả cổ cho em này. Mẫu này cực kỳ hot luôn. Mọi người nhận cái chất mọi người mê luôn này, len giả cổ màu cam đất cho em này, 85.000 thôi đây. Nhiều em hàng hãng luôn này. Hàng hãng ở bên Trung Quốc luôn. Cái mã này chốt cho em là bao nhiêu đây ạ? 500 bao nhiêu tệ đây ạ? Mã này chốt cho em mã bao nhiêu đây ạ? Màu cam đất nhá. 35. Giả cổ cho em rất xinh ạ, mã 35 cho em này, 85.000 thôi. Mã này bán cũng lỗ luôn, cái để cho em một chiếc mặc luôn, đẹp quá. Hàng này hàng cao cấp luôn, mã 35 cho em. 85.000 thôi. Mã này ai không chốt thì thôi, tí còn đúng mấy chiếc. Lại bị lác Quỳnh ơi, Duyên Nguyễn ơi, khổ thân em chưa? Trời ơi điên lắm. Mã bao nhiêu đây anh? 35 cho em thì chị Thu Trang vừa đấy. Mã này rất đẹp, hàng cao cấp nhá mọi người. 85.000 cho em này. Em một túi một bút. Ok chị Thu Trang. Ok chị Nhung này, mã 35 cho em này, chị Thu Trang này. Nhìn đồ em này, cái túi này. 35 chị Thu Trang cho em này. 85.000 cho em này. Ok 35 chốt tiền su su này. 35 này, 34 hết rồi à, còn đấy, tiền su su cho em này. 85.000 này, mã này cao cấp luôn này. 35 em mặc cho mọi người xem nhá. Mã này em mặc cho mọi người xem. Mọi người không chưa hiểu ấy lắm. 35 chị Thu Đỗ này. Hàng đẹp, em bảo hàng đẹp, nhanh tay thì còn các tình yêu ấy. 35 chị Thu Đỗ cho em này. Thu Đỗ cho em này. 85.000 này ok này. 35 Yến Hải cho em này. Còn chưa kịp mặc luôn này. Yến Hải cho em hàng cao cấp mọi người nhá. Yến Hải cho em này. 85.000 cho em này. 35 chút cho em. Thiên Hương nữa này. 35 này. Cái gì? Mi xe Wusu á. Ok 85.000 cho em, hàng này hết cho em nhá. Số cho anh đi. Nào bây giờ bắt đầu lên đây. Thiên Hương đó. Thực ra là chưa muốn lên đâu mọi người nhá, nhưng mà phải chia sẻ lên buổi vét để đắt lắm. Ni xe ni su em xin số điện thoại cho em nhá. Bạn đây bắt đầu lên này. Nào thì lại lên cho mọi người. Thực ra là vét em chưa muốn lên lắm đâu, vẫn còn ủ đấy. Bởi vì vét em nhập rất là đắt. Thực sự luôn mọi người nhìn em cái tag vét này. Em nói thật em bán 95.000 là hôm nay em bán em khóc luôn đấy. Mọi người nhìn em này đây nhá. Sẽ được một cái cúc kèm này. Nói chung là mọi người nhìn mọi người đã biết nó là hàng xịn ở bên Quảng Châu rồi. Nên là comment hộ em và kèm với hộ em chia sẻ livestream này, nhìn em cái mác này.
hàng cực kỳ xịn, giá của nó đây không phải là nói điêu mọi người ạ. Đây ạ, giá tệ của nó này, nhìn tụi em ạ, nhìn tụi em giá tệ ạ, 1.500 tệ luôn ạ, không bao giờ nói điêu luôn ạ. Đây ạ, nhìn tụi em ạ, giá này của nó cực kỳ đẹp luôn. Mã này chốt cho em mà dạ này, mọi người dưới 55 cân mặc ok cho em nhá. Chốt cho em mã dạ này là 95.000 một cái thực sự này. Nói chung mọi người nhìn em mặc là mọi người biết nó là hàng hãng rất là đẹp rồi. Cái này là giống luôn mà mã này em nhập rất là đắt. Nên là thực sự là chị nào chị nhung một cái nữa này. Nên là chị nào lấy thì lấy thêm cho em một cái này nữa, nhanh tay thì còn này. Cực kỳ đẹp luôn, đi xe Suka này, cho số đi không để cho chị Thiên Hương nhá. Đây. Đây mã này cực kỳ đẹp luôn, em đứng cho mọi người xem này. Đây có số luôn. Đây mọi người nhìn không? Cực kỳ tranh xả luôn này. Không phải bà em nói điêu, em mặc nó hơi bị kích một tí các tí yêu mặc này. Quá đẹp luôn, nó là hàng hãng nhá. Nó là hàng hãng luôn, vest cầu vai mặc mọi người nhìn form vest là mọi người thấy này. Duy nhất chốt cho các tình yêu có lượt chia sẻ cho em. Còn nếu mà không chia sẻ livestream thì chị cũng không chốt được bởi vì có 95.000 thôi. 36 Ngọc Huyền có hàng này, chị Nhung nữa này. Ngọc Huyền này, Huyền Putin này, 36 này. Chị Nhung cho em này. 95.000 cho em này. 36 chốt cho em Huyền Putin này. Huyền Putin cho em này. 95.000 thì ok này. 36 Ngọc Huyền cho em này. Ngọc Huyền cho em, mọi người nhìn em mặc là mọi người biết rồi ạ. Ngọc Huyền cho em là 95.000, riêng cái nào thì em không dám khẳng định. Hải Yến ấy, Hải Yến nào đây em? Hải Yến nào đây anh? Hải Yến cho em này. 95.000 cho em này, Hải Yến nào đây? Hải Yến 4 cho em này. Riêng cái nào thì em không dám khẳng định, nhưng riêng vest mọi người nhìn em mặc. 36 chốt cho em Nguyễn Phương Đông này. 36 Nguyễn Phương Đông, mọi người nhanh tay đi ạ, không mã này hết là em không dám bán thêm đâu ạ. Bởi vì mã này em nhập cực kỳ đắt luôn ạ. 36 Nguyễn Thúy Chi cho em này. Nguyễn Thúy Chi này. Nguyễn Thúy Chi cho em này. 95.000 cho em này. 36 bởi vì sao ạ? Mã này em nhập rất là cao, mọi người nhìn form cái vest em mặc mọi người biết ạ. Cái mã nào thì em không dám khẳng định với mọi người, nhưng riêng cái mã vest này mà mọi người không mua thì cực kỳ phí ạ. Đây nhìn tụi em cái cầu vai em mặc ạ. Nó rất là đẹp, nó là hàng hãng, vest hàng hãng. Dưới 50 cân mặc ok cho em, còn các chị mà gầy hơn nhỏ hơn bởi vì nó là co giãn nha mọi người. Vest co giãn nhẹ, cực kỳ đẹp luôn. 95.000 một cái cho em. Em bảo rồi, riêng hàng nào thì không dám khẳng định, nhưng hàng này nhớ hộ em là phải chia sẻ cho em, bởi vì vest này em bán rất là đẹp, cực kỳ đẹp, dưới 50 cân mặc ok cho em. 36 Hán Nhung này, chắc chắn mua hàng chốt cho em mọi người nhá, đừng có bom hàng của em bởi vì vest này không bao giờ dưới 500 đâu ạ. 95.000 cho em này, còn đúng 3 cái nữa là hết ạ. Nguyễn Thanh Phương ok, 36 này. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em này. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em ạ. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em ạ. 95.000 ạ, mã này không bao giờ dán. 36 này, QQ bé ạ. QQ bé cho em này. QQ bé cho em này. 95.000 cho em. 36 còn đúng một chiếc nữa này. Nhìn em form em mặc này. 95.000 ạ, còn đúng một chiếc cuối cùng là hết ạ. Đây ạ. Form vest hàng cao cấp nhá. Hiền Hâm ơi, 40 cân thì em sợ là hơi bị kích một xíu này. Ba chị Hoàng Tươi, em nói thật. Chị mua nhà em chục triệu tiền hàng rồi, không bao giờ dám nói điêu khách. Riêng mã này em không dám bảo chị chốt, nhưng mã này không chốt là phí cuộc đời luôn. Chị Hoàng Tươi chốt cho em hết sạch luôn. Hết sạch luôn, mã này không còn nữa đâu ạ. Mã này là hết sạch luôn đấy ạ. Mã này hết sạch cho em nhá. Lấy cho em đóng Hoàng Tươi cho em này. Đây, lên tiếp cho em. Đưa túi cho em, đưa túi cho em. Mã này túi nhỏ thôi cho em. Túi nhỏ thôi cho em. 36 chị Hoàng Tươi cho em này. Rất là đẹp. Thực sự là cái vest mọi người nhìn em mặc form kiểu dáng là mọi người biết ngay hàng xịn hay hàng đều. Các chị ở đây toàn là các chị đi làm công sở rồi. 36 hết sạch cho em. Không còn một cái nào, em không dám bán đâu. Bởi vì mắt em nhầm đắt lắm. 36 chốt cho em này. Chị Hoàng Tươi này. Hoàng Tươi cho em. 95.000 cho em ok. 36 em hết nhá. 36 hết cho em. Lên tiếp xem dạ nữa này. Cái này là cái gì đây? Cái này là còn sót, hình như cũng còn sót dạ với cả vest này. Còn sót một ít này đây. Hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn cho em này. Sót một ít dạ với vest cho em. Nên là ở đây vẫn còn sót này. Đây, của đẹp quá này. Của đẹp quá này. Cái này hình như là form dáng ấy này, form dáng dài này. Vest form dáng dài cho em này. Cái vest này bán cho em, mọi người nhìn hậu em ạ. Chất này là hàng xịn luôn ạ. Cái này chắc chắn anh phải giữ một cái em mặc rồi, bởi vì cái này rất là đẹp này, hàng cao cấp luôn này. Cái này cho em này, chốt cho em, vừa bán vừa tặng cho em mã này. Bán cho em là 130.000 vest này đi ạ. Còn đúng mỗi mấy cái là hết ạ. Nhìn của em ạ, form rất đẹp nha. Mã này ưu tiên các tình yêu form trên 50 cân trở lên nhá. Mã này ưu tiên các tình yêu này, trên 50 cân trở lên cho em này. Rất đẹp luôn này. Mã này hình như là không có form nhỏ ạ. Cái này hình như là không có size nhỏ ạ. Đây mọi người nhìn này, hàng cao cấp luôn cho em nhá. Còn sót đúng mỗi mấy cái thôi. Mã này mọi người trên 50 cân ok mặc cho em này. Còn đúng 3 cái cho em. Đẹp lắm mọi người ơi. Cái này là dáng áo vest dạ dáng dài này, hàng hãng cho em mọi người nhá. Size rất đẹp luôn này. 37 cho em này. Mã này mọi người mặc suông ra cũng đẹp này, cực kỳ cao cấp luôn. 37 chị Thu Trang nhanh tay lên ạ. 130.000 cho em này. Em một túi ơi. 37 chị Thu Trang cho em này. Đẹp lắm luôn. Tiền đẹp chưa? Mã này quá xuất sắc luôn. 37 chị Thu Trang cho em. Không bút rồi, bút em vứt đâu mất rồi. 37 chị Thu Trang cho em này. 37 anh chặn đằng kia của em cái. 37 chị Thu Trang cho em này.
130.000 vest này thực sự luôn ạ. 37 Ngọc Huyền cho em này. 37 Ngọc Huyền cho em này. Ngọc Huyền cho em này. 130.000 này. 37 chị Linh Hồng cho em này. Chị vừa chị Thu Trang thôi. Chị Linh Hồng cho em còn một cái cuối này. Em để một cái mặc rồi. 130.000 thôi. Vest này mọi người mặc thì nhận thì á gọi là cực kỳ ưng luôn. Từ form đến kiểu chất này, cực kỳ đẹp luôn này. Cái vest này khỏi nói nhá. Ai mà nhận được cái vest này hôm nay quá may mắn á. 37 Thúy Dung cho em hết ạ. Đẹp lắm mọi người. Em bảo đẹp là đẹp. Không bao giờ dám nói điều này. Nhìn cho em nhá. Hàng hãng nè. Hàng hãng này, nhìn cái mã này. Hàng hãng này. 37 hết sạch cho em nhá. 37 hết sạch cho em luôn ạ. 37 hết sạch cho em nhá. Đây còn một chiếc cuối cùng sót vốt cho em này. Ừ, 37 còn một chiếc đấy. 37 còn một chiếc là đẹp quá. 37 còn một chiếc cho em nữa là hết này. 37 cho em chốt hàng hồng, hàng lê là hết này. Thôi chú Đỗ Anh. 37 này, 37 ai chốt ai đấy? 130 với ai nữa? 37 này, chốt Thu Đỗ này, đẹp quá. Form dáng dài hàng nhá. Ly Thu Đỗ đều có. À thế là 37 chốt cho em hàng ly với ai nhỉ? Vừa nãy người trên ấy. Người trên là Thúy gì đấy? Thúy Dung này, hết cho em luôn mã này. Ok. Lên tiếp cho em dạ vàng kia đi. Bây giờ bắt đầu mới lên dạ vàng nhá. Dạ vàng như em còn đúng 10 chiếc. Về thêm được 10 chiếc là hết. Bây giờ hỏi ở đâu cũng cháy hàng luôn. Nhìn của em này, cái tất này, thích không? Mọi người nhá, em đấy là em còn hoạt động nhiều ấy, chứ còn đấy không nhá. Thì này, nó chỉ là một cái lỗ nhỏ thôi. Tí nữa cho mọi người xem cái tất này, lúc sau livestream nó vẫn chỉ là một cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Dạ vàng chốt cho em này. Dạ vàng hôm nay cũng sale luôn cho em nhá. Giải vía cho em luôn. Dạ vàng mọi người nhớ hộ em là chia sẻ livestream thôi, nhiệt tình cho em thôi. Đấy, em sẽ nhiệt tình với mọi người này. Dạ vàng em nói luôn với các chế ạ, cũng là hàng đẹp luôn nhá. Ai mà nhận cái dạ vàng này đem đi tặng thì em nghĩ là ok. Em thật sự mọi người luôn, sắp 20 tháng 10 à, sắp 20 tháng 11 rồi. Thực sự cái dạ nào thì em không biết. Cái dạ nào thì không chắc, nhưng thực sự mọi người mà đem đi tặng cái dạ này là quá xuất sắc luôn ạ. Thực sự cái kiểu của nó nhá, mọi người đem đi tặng cô giáo hoặc đem đi tặng nói chung là đem đi tặng thì cực kỳ thích luôn. Mà em bán cho mọi người này, như cái lông của nó mọi người yên tâm đi ạ. Nhận nhá. Khách nhà em kể cả khách lạ hết quen đều bảo là chị ơi, cái dạ này nó phải rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu. Đấy là thực sự. Nhận cái dạ này, mọi người cái mã nào thì không khuyên mua, nhưng mã này thì khuyên nên mua này. Còn đúng 10 chiếc là em hết sạch luôn này. Mã này nhá. Mọi người khoác như này cho em. Mã này cực kỳ đẹp luôn. Mã này là form to. Form to, form to, form to nhá các tình yêu. Mã bao mấy đấy ạ? Mã mấy đấy ạ? Nhớ mọi người nhá, mặc như này này. Cực kỳ đẹp luôn này. 38 cho em, vừa bán vừa tặng hôm nay. Bán cho em là 150.000 cho em. 150.000 cho em áo dạ này. Duy nhất ngày hôm nay cho em thôi. 38 cho em này, áo dạ này, lông cho em này. 150.000 cho em một cái này. Đây, cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người. Đem đi tặng cô giáo này. Quỳnh ơi. Mã này mùa đem đi tặng cô giáo rất là đẹp luôn này. Mã 38 Phượng ớt có hàng này. 38 chốt cho em ai đây. Còn đúng mấy chiếc là hết này. 38 Phượng ớt này. Phượng ớt cho em này, 150.000 này. 38 chốt cho em này. Thanh Nhài Nguyễn này. Em nói thật mặc 38 này, thanh gì? Thanh Nhàn Nguyễn cho em này. Thanh Nhàn Nguyễn cho em này. Ánh Mai 150.000 này, ok này. 38 Ánh Mai này. Đẹp lắm mọi người, nhìn của em cái lông này. 38 Ánh Mai này. Ánh Mai này là bao nhiêu ạ? 150.000 này. 38 chốt cho em là bay lớp bay này. Nhanh tay thì còn nhá, còn đúng mấy chiếc thôi ạ. 150.000 một cái dạ này. Bay lớp bay không quảng cáo nhiều bởi vì nhà em quá là nhiều mẫu. 150.000 cho em này. 38 chốt cho em 150.000 đây. Mọi người nhìn của em cái mũ này. Cái mũ này là nó còn là bay 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 rồi đấy. 38 này, cực kỳ xinh luôn. Đây. Mọi người nhớ hộ em này, 38 chốt sư tử cho em này. 38 sư tử cho em này. 150.000 cho em, duy nhất cái hộp đây luôn. Đặng Nguyễn Minh cho em này. 38 Đặng Nguyễn Minh cho em này. Mọi người đem đi tặng cô giáo thì đẹp đấy mọi người ạ. Đặng Nguyễn Minh cho em này. Đặng Nguyễn Minh này. Đặng Nguyễn Minh cho em này. 150 luôn này, ok này. 38 chị Ngọc Diệp có hàng cho em này. 38 chị Ngọc Diệp đơn đi cho em rồi ạ. 38 Ngọc Diệp này, 38 Duyên Duyên này. 38 này, Ngọc Diệp này, hàng đẹp lắm mọi người. Nhớ hộ em nhá, 150.000 này. Ai hỏi bảo này mua hơn một củ. 38 Duyên Duyên cho em. 38 này, Duyên Duyên cho em. Phết sạch luôn mọi người nhá, 150.000 cho em này. Còn mấy chiếc thôi ạ. 38 Yến Hải cho em này. Yến Hải cho em này. 150.000 cho em nhá. Yến Hải đơn ly lần này là ấy cho em này. 150.000 cho em, nhanh tay thì còn. Còn đúng mấy chiếc thôi. Mã này mọi người mặc như này cho em này. Cực kỳ xinh mọi người. Mã này mọi người đem đi tặng cô giáo cũng xinh nhá, bởi vì nó là cái giá tác của nó trên mác ấy là một tệ mấy. Cái giá tác của nó trên mác ấy là tận là bao nhiêu nhỉ? Cái giá tác của nó trên mác là tận 1197 bao nhiêu ấy đây cho mọi người xem này. Đẹp xuất sắc chưa? Cái giá tác của nó nhá. Đây. Cô nhận về xong cô bảo là ôi sao lại tặng quà đắt tiền thế. 38 chốt cho em Go Home này. 38 Go Home có hàng này. Go Home cho em này. 150.000 cho em dạ này, cực kỳ đẹp luôn. Go Home có hàng cho em.
đơn kia chị Ngọc Diệp đi rồi nha. Đây mọi người mặc như này cho em, nhớ là tặng cô giáo cũng xinh nhá, rất là đẹp, mọi người tùy mọi người kiểu nhá. 38 lương duyên này, chắc chắn mua chốt cho em nha, em không chốt để cho các tình yêu. Lương duyên 38 này, má này một cái cũng đi này, 38 này, lương duyên cho em này, lương duyên cho em này, 150 này, ok 38 chốt cho Thu Lê cho em này. Thu Lê không phải Thu Lê đâu. Thu Lê á? Ừ, không phải đâu, không phải quen đâu. Ừ, bay lớp bay quên mất, bay Nguyễn Hiền cho em này, 38 Nguyễn Hiền này, bay lớp bay lấy rồi thì trả bay lớp bay cho em này, 38 này, Nguyễn Hiền này, Nguyễn Hiền cho em này, 150.000 này, ok. Ok, 38 chốt cho em. Xe nhiều rồi, xem là xe bao nhiêu các chế. Trời ơi, 38 Nguyễn Hiền có đơn nhá. Nguyễn Hiền có hàng này, 38 chốt cho em. Lương Duyên có hàng nhá. 38 chốt cho Hà Thức có hàng này. Chị Hà Thức xin số một cái cũng 38 chị Hà Thức cho em có hàng này. Hà Thức cho em này. 150.000 một cái dạ thôi. Trời ơi, đẹp xuất sắc, hôm nay sale đây. 38 chốt cho em, các chị nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Chị nào chưa chốt được cho em ạ, còn đúng 3 chiếc dạ này thôi ạ. 4 chiếc dạ này ạ, 4 chiếc dạ này ạ. 38 chốt cho em ạ, Đại Lâm Mộc Hòa. Nhớ hộ em nhá, dạ cao cấp luôn này, 38 Hải Yến nữa này. Đại Lâm Mộc Hòa này. Một cái cũng đi nhá, Mộc Hòa cho em này. 155.000 cho em này. 38 chị Hải Yến 3 này. Còn đúng 1 chiếc duy nhất, 2 chiếc nữa ạ. Một cái 38 Hải Yến 3 này. Hải Yến 3 cho em này, 150.000 cho em. Ok, 38 chốt cho em này. Ok, chị Tài Hiền Anh ơi, mã này chị mặc là sẽ bị rộng nhá. Bởi vì là sao, bởi vì form dáng rộng này. Mã này chị mặc là sẽ bị rộng nha tình yêu. Đó, nhưng mọi người thích mặc form dáng rộng thì mọi người mặc. Bởi vì cái mũ lông của nó em rất ưng. Và mọi người mua tặng cô giáo của các bé cũng được. Thực ra là quà nó không có nhiều. Nhưng mà cái giá tác của nó trên đấy ấy là 1.000 mấy yên. Nên mọi người tặng cô thoải mái luôn. Đây, nhìn của em nhá. Mã này mọi người mặc cái quần dạ cho em này. Ví dụ như đây là cái quần dạ này, cực kỳ sang chảnh, muốn em đi tặng cũng xinh nhá. Còn hai chiếc cho em này, Hà Thức xin số điện thoại cho em. Mã này còn hai chiếc cho em là hết này. Nhìn của em quần tất chưa? Đó, lại quảng cáo quần tất đấy. Rách một lỗ tròn rất xinh, 11.000 luôn. 38 Hải Yến có hàng. Nhớ hộ em là một chiếc dạ cũng đi nhá. Các tình yêu, người đừng bom của em, tội nghiệp em nhá. Người đừng bom đơn mà tội nghiệp em lắm luôn đấy mọi người. Lấy tiếp cho em cọc len đi. Đừng bom mà tội nghiệp em cực kỳ luôn. Đấy, nhìn cái mũ lông của nó này. Ưng luôn nhá. Mà mũ lông này nếu như mọi người mà không thích thì mọi người tháo ra cũng được. Đấy. Duyên duyên cực kỳ tốn tiền luôn đấy mọi người. Còn áo nỉ hay váy nỉ không có đây. Có váy nỉ với áo nỉ đây, đang lên bộ nỉ cho em đây này. 38 Yến Hoàng Thị. 38 Yến Hoàng Thị cho em này. Chị Tạ Hiền Anh ơi, em đang hỏi chị mấy hôm nay chụp yếu đấy. Chế có chụp yếu không, chế book cho em. Em chỉ chụp có hai bạn thôi. Ok, Phương Còi nha, 38 hết rồi đấy. 38 để cho Linh Xu một cái đi. Hoặc Linh Xu một cái để cho máy lớp bay nhá. Từ máy lớp bay chuyển sang Linh Xu rồi. Em nói thật mà, mua rất là đẹp luôn. Nhớ là chia sẻ livestream đấy. Yếm này, quần tất này, đó. Xinh chưa? Em bảo rồi mà, đây nhìn nó em này, mặc livestream nhá, vô tư luôn. Điều đúng không? Mọi người nhá, đây là em mặc em còn phá này, nhìn cái móng tay của em này, em vừa ấy không? Chắc phải móng tay phải cắt đi mất này, nhìn móng tay này. Mọi người nhớ nhá, mặc những quần tất như này thì đừng để những cái móng tay nó bị như thế này này, móng tay của em nó đặng, em đang nhìn không? Em vừa ấy này, nhớ là đừng để móng tay như này nhá, nó cào vào tất. Cái tất này chỉ có 11.000 thôi, thế nên là nó cũng không gọi là thần thánh lắm, đến mức là chó cắn không rách. Mà mặc rất là thật chân, 38. Nếu không mà mọi người mà ai xả nó thì để cho anh Thỏ cho em nhá. Ghi anh Thỏ 38 đi. Xem ai sản đi cho anh Thỏ cho em. Ok các tình yêu, quảng cáo quần tất mà không chịu bán, chị Hải Yến ơi chắc chắn sẽ bán với giá 11.000 cho các chế. Nếu như may livestream này chỉ đủ chia sẻ 1.000 thôi nhá, 1.000 chia sẻ thôi mọi người. Mỗi lượt bây giờ là hơn 200 chị đang xem, mỗi chị chỉ cần chia sẻ tầm khoảng 5 lượt thôi, mà 5 lượt thì là quá là nhanh. 5 lượt thì quá là nhanh rồi, mới nhận hơn 1 triệu tiền đồ B cái bịch thô trèo hàng chị Thu Trang Trương Nguyễn. Khách nhà em đã mua, nhà em này thề mọi người luôn đấy, không phải điêu. Đã mua nhà em thì chỉ có từ 5 triệu trở lên. Nếu mà đã mua quen, có khách ôi em ơi, chị tính ra mua nhà em gần chục triệu rồi. Hoảng hồn mà toàn cái 50-100 chứ có kể là có đắt gì đâu cho cam đâu. Ok. Cái vest ai xả cho mình, ok Nguyễn Thắng nhá. Em còn không có mặc đây này. Lên tiếp cho em bộ nỉ anh ơi. Lên tiếp bộ nỉ cho em. Còn một cái này không nhớ chốt cho ai đâu. Em không có túi. Huỳnh Hoa là cái gì của anh tiếp gì? Yến Hoàng Thị của anh đấy. Có thấy chị Yến Hoàng Thị này. Lên tiếp cho em bộ nỉ này. Lên bộ nỉ cho em nhá. Một cái mã này bán giải vía cho em luôn này. Úc lắm. Trời ơi, cái mã này bán giải vía, có thể ủng hộ em đi, ủn bông cho em giải vía cho em mã này đi. Bán cho em 50.000 đi. Mã này giải vía cho em là lỗ đấy mọi người ơi. Yến gì đây? Mã ba mấy đây? 38 này, Yến gì đây? Yến Phùng, Yến Hoàng Thị à? Yến Hoàng Thị cho em này, 150.000 này. Chị Hà Thức xin số xả giúp chị nhé. Ừ, để xả giúp chị Hà Thức đi. Xả giúp chị Hà Thức sang cho ai đi. Cho anh Thỏ nhá, xả Hà Thức sang cho anh Thỏ đi. Ok, lên cho em một bộ. Mấy mã này từ từ lát mọi người giải vía cho em đã này. Có màu vàng và màu hồng. Hai mã đều xinh này. Cần đến Vi, nếu mà ai xả em để cho nhá. Có màu vàng, à có màu nhìn
Mã này thôi Trang ơi, mày đừng có dọa dồ tao để im cho tao bán hàng. Mã này mọi người giải vía cho em nhá, giải vía cho cháu nó này, 50 cho em một mã này, hàng tag mát xịn mọi người mặc ở nhà cho em được. Giải vía cho em nhá, giải vía cho em 50.000 đi, mã này trải ở sao từ đầu livestream này, rất là xinh nhá. Mọi người mặc cho em mã này bao nhiêu đây? Mã này bao nhiêu đây? 39 cho em này, giải vía cho em nhá, nó giống như cái khăn đi mọi người. Mọi người mặc cho em giống thành cái khăn cũng được, rất là xinh nhá. 39 cho em 50.000 này. Giải vía giúp em, giải vía cho cháu nó này, 39 cho em 50.000 nữa chế. 39 cho em này, 50.000 một cái, rất là nhẹ nhàng thôi mà mã này em thề là lỗ. Lỗ rất là lỗ. Mã này thật sự là không nói điều một tí nào là lỗ thật. 39 cho em có màu hồng với màu vàng. Chia sẻ lên 39 Đặng Nguyễn Minh màu gì tình yêu mắc màu hồng nhá. Màu hồng với màu vàng này. 39 cho em này, 39 cho em này 50.000 ạ. Giải vía cho em nhá, 39 cho em. 39 cho em này. 50.000 có màu hồng với màu vàng, hai màu đều xinh hết, giống như mọi người đang quàng một cái khăn đấy ạ. 50.000 cho em hàng ok nhá, hàng đẹp luôn này. Chất mọi người giống như mọi người đi làm, mọi người mặc cho em như này. Ví dụ như mọi người muốn là mặc thỉnh thoảng, mọi người muốn sexy một tí nhưng mọi người không muốn mặc áo dây. Mọi người không muốn mặc áo dây thì mọi người mặc cho em những cái kiểu như này, giống như mình quàng khăn rất là đẹp này. 39 comment của em màu hồng hoặc màu vàng nhá. 39 comment cho em hồng này. Ok Đặng Nguyệt Minh của em này. Đặng Nguyệt Minh cho em này. 39 này. 50.000 cho em á, tình yêu comment hồng với vàng cho em. Huyền Putin vàng này, ok. 39 này, Huyền Putin vàng cho em này. Huyền Putin vàng cho em này. 50.000 này, ok này. 39 chốt cho em Mi Su hồng này. Mi xin chứ. 39 này. Mi xin cho em này. 50.000 cho em này. 39 Birubi hồng này. 39 này. Thì Birubi này, Birubi hồng cho em này. Bao nhiêu ạ? 50.000 này, ok này. Dạ vàng kia bao nhiêu Hà Trang ơi? Dạ vàng kia là 150.000 thôi nhá. Hà Trang nữa này. 39 vàng Hà Trang này. 39 Hà Trang này. Comment hộ em kèm màu nhá. Hà Trang cho em này. Là 50.000 thôi này. 39 chốt cho em BUV hồng rồi, còn cho em 2 vàng với 1 hồng nhá. Còn 2 vàng 1 hồng thôi, nhanh tay cho em này. Ừ chị Hoàng Hiền ơi, ok chị Hoàng Hiền nhá. Mọi người ơi, cố gắng hộ em là nếu mà hàng có vấn đề gì thì mọi người hộ em với là inbox cho em nhá. 39 chốt cho em, 39 chốt cho em Trần Cherry màu gì ạ? 39 cho em là 50.000 một cái khoác thôi ạ. Nhanh tay hồng vàng, ok Trịnh Thị Loan này. Trịnh Thị Loan đơn đi cho anh. Trịnh Thị Loan cho em này. 39 Trịnh Thị Loan cho em, còn một chiếc màu vàng nữa em hết nhá. 39 này, còn một chiếc màu vàng nữa em hết cho em. 39 cho em, còn một chiếc màu vàng nữa là hết này. Trịnh Thị Loan này. Rồi anh ơi đưa em một cái túi khác đi. 39 Trịnh Thị Loan cho em này. Huyền Putin vàng, chốt Huyền Putin rồi ạ. 39 cho em này. Trịnh Thị Loan này, mỗi tình yêu chảnh rảnh tay cho em Trịnh Thị Loan cho em này. Là bao nhiêu nhở? Trịnh Thị Loan cho em là bao nhiêu? 50.000 thôi. 39 có một chiếc vàng nữa tình yêu nhá, màu béo, màu da bao rất là hot. Màu da báo rất là hot, bị nói nhịu đấy các chế. Màu da báo cực kỳ hot luôn này, mọi người nhá, màu da báo siêu siêu hot luôn. Đó. Trần Hiền Vi đơn đi rồi tình yêu ơi, màu da báo siêu hot này. Đó, màu nhìn không ạ? Màu da báo rất là hot. Màu da báo cực kỳ hot, còn một chiếc màu vàng cho em đấy. Những hôm nào mọi người mặc kiểu như mặc nó giống như một cái khăn đấy mọi người. Đây nhá. Nó giống như một cái khăn này. Những hôm nào mọi người mặc áo len như em, mọi người kiểu như mọi người muốn ấy này. Đó, nó giống như một cái khăn này thôi. Nó giống như một cái khăn này thôi. Đơn mình ship vào đơn của chị mình nhé, Trần Cherry. Nhé Quỳnh em gái chị đây. Đó. Cờ mi xin, mi xin này. Đây, còn một chiếc cho em màu vàng nhá. 50.000 cho em, mã này bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây anh? 39 cho em này, 50.000 để Nguyệt Hoàng, không thấy gửi đơn Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng ngày mai có luôn. Ngày mai có đơn nhá, 39 cho em này, ok, ra báo luôn này, Birubi màu hồng rồi mà, Birubi. Bích Ngọc ra báo đi, cho Bích Ngọc ra báo cho em đi. 39, Birubi cũng màu hồng rồi mà, 39, Bích Ngọc cho em này. Bích Ngọc cho em này, 50.000 cho em hết cho em mã này. Lên cho em bộ nỉ đi anh, bộ nỉ còn một ít nhá, lên cho em bộ nỉ này. Bộ nỉ cho em này. Bộ nỉ này còn, đây là bộ nỉ này là... Bộ nỉ này thực ra là nói chung là có set 3 món đấy mọi người. Cái bộ nỉ này set 3 món này, nỉ bông cho em set 3 món nhá. 39 hết rồi. Nỉ bông cho em set 3 món này, hôm nay cũng vừa bán vừa tặng cho em 90.000 set 3 món luôn này. Một cái áo như này cho em này, một cái di lê cho em này, một cái bộ cho em này. Bộ này mọi người mặc tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 50 cân mặc ok cho em bởi vì nỉ bông nên là cái độ co giãn của nó không được nhiều lắm, em nói luôn ạ. Hàng Quảng Châu cho em nỉ bông này, cái độ co giãn của nó không được nhiều lắm mọi người nhá. Nên là mọi người cứ tầm khoảng dưới 50 cân mặc thoải mái cho em. Bộ nỉ bông cho em set 3 món 90.000 thôi ạ. Bộ nỉ bông cho em này, set 3 món cho em 90.000. Anh mượn em một cái kéo em cắt móng tay cái. Bộ nỉ bông cho em set 3 món 90.000 ạ. Bộ nỉ bông cho em này, set 3 món 90.000 cho em. Ở đây còn 2 bộ ạ. Bộ nỉ bông cho em này, set 3 món ạ, 90.000 này. Bijubi ơi thế thì hết rồi. Mặc 40 cho em này. Nguyệt Quế 40 cho em này, dưới 50 cân cho em mặc vừa nhá. Dưới 50 cân cho em này, set 3 món này.
một cái áo nỉ bông, một cái áo khoác ấy cho em này, 40 nguyệt quế này. 49.000. Ờ. 49.000 cho em này. 40 phun còi thì đơn. Hết rồi cho em. Ơ, cái nút của em đâu ấy nhỉ? Để lên 40 chốt cho em. 40 chốt nữa cho em phải nhớ lắm. Không bút của em nữa. Okay. Thì quế không còn hết rồi. Anh bỏ cuốn sách của em. Từ từ để em tìm bút đã các chế. Đợi em tìm bút đã nhá. Đợi em tìm bút đã các chế ơi. Lấy tiếp em lên cho em. Em cuộn cái bút vào rồi, cuộn vào đâu? À cuộn vào đây. Cuộn vào đây các chế. Đây, ôi 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 thề. Sao chị Nhung nhìn dã man rồi chị Nhung. Trời ơi. Chị Nhung nhìn dã man rồi chị Nhung. Ôi. Trời ơi, chị Nhung thần thánh dã man. 40 này. Nguyệt quế này. 100.000 cho em này. À chết làm 90.000. 40 chốt tiếp cho em nữa này. Ai đây? Phương còi này hết cho em nhá. Set 3 món luôn đấy mọi người, 90.000 này. Set này rất xinh, ai nhận được thì cực kỳ xinh luôn này. Bút lẫn vào túi quần áo rồi. Cảm ơn chị Kim Hoa, cảm ơn các tình yêu lên tiếp lên cho em đi anh. Còn một set này cho em, set này thì đắt hơn một tẹo nhưng mà chất của nó phê bởi vì nó có cả áo nỉ nhá. Áo nỉ với quần nỉ cho em này. Set này mọi người cũng tầm khoảng độ dưới 40 cân mặc ok cho em. Dưới 40 cân mặc set này ok cho em nhá. Dưới 40 cân cho em này. Set này cũng vừa bán luôn tặng cho em này. À chết nhầm, chết nhầm. Dưới 50 cân mặc cho em đẹp nhất là tầm khoảng từ 47 cân này, 47 cân mặc đẹp cho em này. Một cái áo nỉ cho em, nỉ lót bông nhá. Cái set này chất cực kỳ đẹp luôn này. Nỉ lót bông cho em này, 101 cho em một cái set này luôn này. Đẹp lắm luôn này. 41 cho em mọi người tầm khoảng độ 47 cân đến 48 cân, 47 48 49 cân mặc ok cho em set này. 101 một bộ nỉ bông cho em. Bộ này thì quá là hot rồi, áo khoác nỉ nhá. 41 cho em áo khoác nỉ này. 41 cho em áo khoác nỉ cho em. Mọi người có đơn nhớ inbox cho em nhá. Sanji ơi, 40 hết rồi tình yêu. 41 cho em thôi. Bộ này 101 nhưng rất đẹp. 41 cho em, 41 cho em Go Home có hàng này. Đẹp lắm bà Go Home luôn. Bộ nỉ bông này thích cực kỳ luôn. 41 cho em này Go Home này. 110.000 cho em. Màu than quá xinh luôn. Lên tiếp dạ cho em đi. Lên tiếp dạ với em cho em đi. Dạ len cho em. Từ từ mới lấy điện lại đã. Dạ len cho em này. Cái set này vì nó bị rơi ở đâu mất một cái áo nỉ cho em. Vì nó bị rơi ở đâu một cái áo nỉ cho em. Thế nên là em để cho mọi người giá này cũng vừa bán vừa tặng luôn này. Mã này không có áo nỉ, mọi người về mặc bên trong áo len cho em nhé. Đây hộ em này, bên trong cho mọi người xem cái mà vừa nãy set 3 món ấy. Khoác này, mã này cũng vừa bán vừa tặng, chia sẻ lên cho em có chế. Mã này chia sẻ lên cho em luôn. Mã 42 cho em này. Chia sẻ lên cho em đây mọi người nhìn không. Một áo di lê cho em, mã này bán cho em là 60.000 luôn này. Cái áo này là một di lê cho em, mọi người mặc len bên trong nhá. Di lê cho em set này mọi người dưới 50 cân mặc ok cho em. 42 cho em 60.000 một di lê một quần nhá. Set 3 món kia bị lạc mất cái áo nỉ rồi. Mã bộ 42 cho em ạ. 42 cho em, 42 của một set cho em này. 60.000 thôi. 42 của một set cho em 60.000 này. 42 của một set cho em 60.000 này. Ok chị Nhung nè. 42 chị Nhung nè. 42 chị Nhung cho em. Chị Nhung cho em này. Vì chị Nhung 42 vì chị Nhung mà phát hiện. Cái gì đấy? Anh ơi cái gì vậy anh? Lên dạ tiếp cho em nhá. Cả dạ cả áo đá này. Một áo đá rất đẹp này. Chị nào chưa chết được cái áo đá này tốt nhanh tay cho em. Cái này cũng là hàng hãng cho em. Cái áo đá này mọi người chốt nhanh tay cho em này. Áo đá này cực kỳ đẹp. Màu trắng ai cũng nên có. Thực ra là em không biết diễn tả cho mọi người cái áo đá gần như đây cho mọi người xem nhá. Không phải là em nói điêu này. Cái áo đá này không phải là mác của nó điêu được. Bởi vì nếu như mà mọi người điêu mác thì mọi người sẽ thấy. Nhưng mà áo đá này mác của nó giá tác, giá gốc của nó là 499 tệ, gọi là 500 tệ. Gần 1 triệu rưỡi một cái áo này mà chất rất đẹp ạ. À. Đá đính hết full toàn bộ luôn ạ. À. Mọi người nhìn hộ em, mọi người biết nó là hàng hãng xịn rồi ạ. À. Mã này 75.000 thôi này. Áo đá này cực kỳ đẹp này. Áo đá này siêu phẩm luôn này. Nhanh tay cho em thì còn áo đá nhá. Nhanh tay cho em thì còn áo đá này. Mã 40 mấy đấy ạ? À? 40 mấy cho em đấy ạ? À? 40 mấy đấy? 42 cho em này. 43 cho em này. 43 cho em này. 42 là không nhớ là của chị Nhung này. Mã 43 cho em nhanh tay thì còn áo đá full luôn này, chất cực kỳ đẹp. 43 cho em. Không biết diễn tả cho mọi người như thế nào. Mã này áo này thực sự là giá gốc của nó rất đắt luôn này. Sư tử này, tiền su su này. Mã này đẹp lắm mọi người, nhanh tay thì còn nhá. 43 cho em này 75.000 thôi. Tiền su su cho em này. Tiền su su cho em này. 43 cho em 75.000 này. Sư tử này. Mã 43 cho em này, cực kỳ đẹp luôn ạ. 43 này ai? Vừa 43 Thanh Huyền Nguyễn này, đẹp chị mọi người ơi, Thanh Huyền Nguyễn cho em full đá luôn nhá. Thanh Huyền Nguyễn cho em này, 75.000 mã này không chốt là cũng phí ạ. Thực sự luôn ạ, đây, giá nào cũng có cái tác của nó là 500 tệ nhá. Không phải là em nói điêu nhưng cái
43 chốt ai? Nguyễn Hồng Anh. Nguyễn Hồng Anh này, áo đá này không chốt hơi phí nha mọi người nhận, mọi người sẽ thấy là cái gọi là cái sự gọi là sang chảnh của nó luôn này, nhìn của em này, rất đẹp nhá, phun đá toàn bộ luôn này. Mọi người nhận ở ngoài mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn rất nhiều so với trên ảnh luôn ạ. 43 cho em này, 75.000 này, 43 Hương Giang có hàng này. 43 Hương Giang cho em này, còn mấy chiếc là hết ạ? 43 Hương Giang này. 75.000 cho em này. Ok, 43 Yến Hải. Đơn Yến Hải lần này đi cọc giúp em nhá, bởi vì hơi nhiều ấy. Đơn Yến Hải này. 43 Yến Hải cho em này. Yến Hải cho em này. 75.000 mã này thực sự em nói thật là không phải là mọi người mà bán là mình khen đâu, nhưng mã nào chất đẹp thì bảo là chất đẹp này. 43 cho em này. Bên trong phun đá đính toàn bộ luôn này. Đó, mọi người nhìn không? 43 cho em còn mấy chiếc Yến Hải có hàng nhá. 43 cho em này đấy. Quần tất mọi người nhìn không? Rách nó cũng chỉ là một chấm tròn như này. Không biết là quần tất của mọi người như thế nào hay là cái quần tất này. Em may mắn em được chứ. Nhìn em kết hợp với quần dạ rất đẹp này. Mã này mặc khoác ngoài là cực kỳ phê luôn này. Hàng xịn luôn nhá. Tag mark xịn luôn. 43 Yến Hải có hàng này. 43 còn mấy chiếc nữa là hết rồi ạ. Hàng hãng cho em cực kỳ xinh. Nếu là chia sẻ lên cho em các tình yêu nhá. 43 này, 1234 này. 43 75.000 đúng rồi, mã này đúng rồi, vừa bán vừa tặng. Yến Hải ơi, có nhìn thấy Yến Hải nhá. Có nhìn thấy Yến Hải 75.000 một mã áo đá full cho em. 43 thì thực ra em thấy cái form của nó 43 hoa pha lê này. Form của nó mọi người mặc gần như là dễ mặc hoa pha lê cho em này. 75.000 cho em này. 43 Ngọc Huyền cho em này. 43 Ngọc Huyền cho em này. Ngọc Huyền cho em này. 75.000 này. Đá có đâm vào người không? Không chỉ trần trên đi. 43 Bích Thảo này. Không ạ, mã này hàng này hàng xịn tình yêu ơi. 43 Bích Thảo cho em này. 75.000 của một chiếc cuối cùng này. 43 Bích Thảo này không đâm vào người. Nó là hàng xịn mà, em bảo rồi mà. Mã này, đây mọi người nhìn này, em khuyên, không khuyên mọi người mua cái gì. Khuyên đó là em đã bảo mọi người đây này. Nhìn em cái hàng, cũng là hàng hãng cho em nhá. Giá của nó là 499 tệ, gần như cái nào cũng có luôn ạ. 43 còn đúng một người nữa là hết. Yến Hoàng, Yến Hoàng gì đây? Yến Hoàng Thị cho em. Yến Hoàng Thị có comment không? 43 chốt cho em. Yến Hoàng Thị có comment không? 43 Yến Hoàng Thị này. Có không? Có. Em mượn cái túi mới nữa anh. Mượn túi mới đây. Đúc cái túi đỏ vào cho em. Phơ cái này bỏ cho em. Túi nhỏ. Đây, không được. 43 này, Yến Hoàng Thị cho em nữa này. Lên cho em một cái dạ vest đỏ cũng rất là hăng. 43 Yến Hoàng Thị, mọi người xem bao nhiêu được chia sẻ rồi. Nhớ là chia sẻ cho em nhá. 43 này. Mỗi người chỉ cần chia sẻ hộ em là mấy lượt thôi. Yến Hoàng Thị cho em này, chia sẻ hộ nhóm cho em. Yến Hoàng Thị cho em 75.000 cho em này. Ok, Yến Hoàng Thị hết cho em. Đây, cái dạ đỏ này bây giờ mới lên này. Lên một ít cho em nữa nhá. Nhìn của em mọi người sẽ thấy là cái vest này, mọi người sẽ thấy là nó xịn như nào. Đó, nó là form dáng rộng cho em mọi người nhá. Form dáng rộng cho em. Mã 44 cho em, còn mấy chiếc nó form dáng rộng trên 50 cân mặc cho em mà đẹp này. Nhìn của em này, thì mọi người sẽ hiểu là cái này hàng này nó cao cấp như nào. 130.000 cho em. Đây, rất đẹp luôn ạ. Đây mọi người nhá, rất đẹp. Mã này mọi người không lấy thì thực sự quá là tiếc luôn. Màu đỏ đô cho em này. Màu này mặc rất sang luôn. 344 cho em 130.000. Em bảo rồi, chất của nó cực kỳ đẹp luôn ạ. 130.000 cho em. Mã này em nói thật mọi người luôn, cũng không lấy là phí. Em bán hàng nhưng thực sự mã này nhìn của em cái chất này. Đứng form cực kỳ mọi người nhá. 44 cho em, nhanh tay thì còn này. Đúng 4 chiếc. À đúng 3 chiếc à? Đôi cho em này. Mã này đúng 3 chiếc cho em này. Này phải không? Đúng rồi. Đúng 3 chiếc cho em luôn. 44 cho em, nhanh tay thì còn. 44 trên 50 cân mà ok nhá. 44 cho em này. 130.000 này. Rất đẹp. 44 cho em, 44 cho em. Hồ Lai ơi, tất bị rách, thế là chị chưa xem livestream đầu tiên của em rồi. 44 chị chưa xem livestream đầu tiên của em rồi. Lúc em giới thiệu tất ít tình yêu ơi. 44 chốt cho em. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Một chiếc em cũng đi này. Châu Lê Hải này. Châu Lê Hải cho em này. Ok. Có đơn này, Châu Lê Hải này, 44 này, Lã Thị Hoa này. 44 là form dáng rộng cho chị Lã Thị Hoa. Nếu như mà rộng quá thì chị mấy nhá, Lã Thị Hoa này. Em nói luôn là không có tình yêu về lại bảo sao rộng thế thì em chịu luôn. Lã Thị Hoa cho em này, 44 có một người cuối cùng nữa này. Form vest rất đẹp nhá. 44 cho em này. Thu Su Si này, form dáng rộng nhá. Cực kỳ đẹp luôn, mai mua tặng mẹ quá đẹp luôn này. Mọi người 44 cho em này, rất đẹp này. Vest này đẹp mà mọi người, hàng hãng luôn. Mọi người sờ chất mọi người sẽ thấy nhá. Hàng đẹp luôn này. Đúng rồi. Em ship một luôn chứ không. Mà 44 này chốt cho ai đây? Ừ, mã đấy là Thu Su Si này. 44 này. Thu Su Si ở xài là 43 là cái hàng. 44 này. 43 là cái đá. Ừ, Thu Su Su hay là Thu Su Si? Bao nhiêu nhỉ? 130.000 thôi. Đẹp mà mọi người, đây lên dạng cho em nhá. Ok này, thôi. Mã này là 45 cho em tiếp này. Hàng đẹp mà mọi người, 45 tiếp cho em nhá. 45 tiếp cho em một cái mã vest này. Đây nhìn của em. Trời ơi. Hôm nay phải gọi là ưu tiên lắm. Hôm nay phải gọi là cực kỳ vui tính mới chốt đấy, chứ còn hàng này toàn hàng bán Tết đấy các chế. Nhìn này. Cọc được, hình như cái cọc này hình như là được có đúng mấy cái.
Bởi vì là hàng này hàng bán Tết, nhanh tay chia sẻ lên cho em. Dạ đẹp lắm luôn, nhìn cái túi mọi người đã thấy đẹp rồi. Đẹp gọi là phê phê lòi luôn. Đây nhìn của em này, dạ này rất đẹp này. Nhưng mà cái dạ này form của nó là form dáng rộng mọi người nhá. Nên là em sẽ bán cho mọi người một cái giá để mọi người tặng cũng được. Hoặc mọi người ấy cũng được này, xem size của em này. Cái này của nó là, cái này là hình như là dạ nam nhỉ? Hay là dạ nam nhỉ? Hay là dạ nam nhỉ? Mình không để ý. Anh mặc đi xem nào, anh ra anh mặc luôn đi. Không, nhưng cái này là cổ cao mà. Anh thử mặc đi xem nào. Em cũng không biết được bởi vì dạ này. Cái này hàng nam lòi rồi. Ok ok, đây anh ra đây mặc đi. Ra đây đứng đi xem nào. Từ từ chờ em xíu nhá. Đây mọi người chưa xem cái tất của em đúng không? Nhìn này, vẫn là một chấm tròn, chờ em xíu xem có phải dạ nam không. Ra đây đẹp nhỉ. Ra đây nhìn Hàn Quốc thế. Ra đây thế nào. Ra đây đứng đây. Nam nhưng form dáng rộng ấy, cái form nam này 80 cân. Lên ra đây cho em. 70 cân thôi. Ra đây. 80 cân mặc sao được. Anh mặc nhưng mà bị vai bị rộng. 70 thôi. Ra đây, mã này phải tầm 70-75 cân ra đây. Anh đứng ra đây, ai làm gì anh? Đứng ra đây thôi, ơ bị điên à? Anh đứng ra đây, ai làm gì anh? Đứng ra đây, mọi người nhìn không? Đấy, mọi người này, cúi xuống một xíu nữa. Đó, cái dạng này hình như là nam ấy nhở? Nam ha. Anh sắn tay lên nào. Mọi người cho em này, mọi người mua tặng cho em nhá. Cái dạng này mọi người mua tặng cho em này. Khổ thân em lắm. Chị Quỳnh ơi, em bị chồng chửi quá vì tội vừa sạc pin vừa. Cái dạ nam này 70-75 cân ok cho em nhá. Dạ này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Dạ này chất rất đẹp này. Một cái túi này mọi người đã thấy xịn rồi này. Cái túi này đã thấy xịn cho em này. Cái túi này đã thấy xịn cho em rồi. Thế nên là mọi người chốt cho em dạ này bán 90.000 thôi. Một cái dạ nam lẫn vào đây này bán cho em 90.000 thôi nhá mọi người nhá. Dạ nam chốt cho em này 70-75 cân cho em nhá. Để cho mọi người đem đi tặng. Một cái túi này mọi người đem đi tặng thấy xịn rồi này. Đó 70-75 cân cho em này. Mã bao nhiêu đấy? Bao nhiêu nhỉ? Chị Bích Ngọc cho em này. Bích Ngọc là mã, Bích Ngọc mã 45 cho em đúng không? 45 cho em này, 90.000 một cái dạ nam nhá. Ồ. Đặng Nguyệt Minh có cái mặt đẹp dai thế mà không ló ra. Chị Đặng Nguyệt Minh là một trong những người mà anh nhà em hay đi ship nhất. Bây giờ thì không đi ship nữa, trước hay đi ship đúng không? Chị Đặng Nguyệt Minh ơi. Một dạ nam cho em nhá, 90.000 cho em mã 4 mấy nhỉ? 45 đúng không? Châu Hải Lê có hàng này. 45 này, chị Châu Lê Hải này. Châu Lê Hải cho em này, 90.000 các tình yêu nhá, 90.000 cho em này. 90.000 cho em, mã 45 cho em. 90.000 này. 45 cho em này, 90.000 này. Đây nhá, nhìn của em này, túi này. Trần Yến Vi cho em. Mã này mọi người mua tặng cũng được mọi người. Trần Yến Vi này em cũng không biết là nó như thế nào đâu. Chắc là lẫn này. Đây mọi người để em xem nó là hàng gì đây. Nó cũng là một kiểu hàng hãng nhá. Quỳnh chồng mình cũng chán và bực quá rồi thế mà chẳng hóng được cái vest nào. Chị Nguyễn Thắng có một cái vest cho chế tí nữa em xem. Đây này, của em này. Đó. Form dáng rộng mọi người nhá. Em cũng không biết nó là nam hay nữ đâu. Nhưng mà nó chắc là unisex hết mọi người. 90.000 là rẻ quá đấy. Em mặc cho mọi người chắc là form dáng nam. Em nghĩ là form dáng nam bởi vì là thế, anh nhà em mặc đẹp lắm. Bích Ngọc rồi, để vào đây rồi. Đâu phải Bích Ngọc vừa nãy đâu. Bích Ngọc gì đấy? Ủa, thế là anh chốt cho em này. Đó mọi người nhìn không? Thế em nghĩ chắc là form dáng nam đấy bởi em mặc hơi bị rộng ấy. Mình vừa mua hôm trước 150.000. Cái thằng này rất xịn đấy nhưng còn mấy chiếc. Bích Ngọc 2 cho em này còn mấy chiếc thôi là hết này. Hàng này chắc là lẫn trong một ít dạ này. Còn mấy chiếc thôi là hết nhá. 90.000 một chiếc cho em. Anh lên cho em mấy cái. 90.000 cho em một chiếc này. Có quần sóc dạ chị vừa giữ ok ok tình yêu. Bao nhiêu kg chị lên anh có mỗi mã này trai cả em nghĩ là mặc trai mặc ok hơn đấy. Mã này trai tầm khoảng độ 70-75 cân cho em. Thanh Huyền Nguyễn ơi, tí nữa em tìm được cái mông bơ đem để cho chị này. Ừ. 42 Sanji có hàng này, nhớ là 90.000 một cái cho em nhá. Đây, rất là đẹp này. 42 cho em này, Sanji có hàng này. Sanji cho em này. 90.000 một cái nhá. Lên cho em một cái áo đi anh. Để cho mình một váy công sở. Ok, chị Nguyễn Phương Đông nếu có em để ở tình yêu nhá. Xem bao nhiêu được chia sẻ rồi. Đây này, Sanji vào luôn yếm đấy này. Ưu tiên chưa? Yếm nó hết sạch luôn đấy, chưa nay phần chế đấy. 42 này. Cái này Sanji 5 yếm đúng không? Sanji luôn này, đẹp bao nhiêu. Sanji số thoại cho em này. Hôm nay thấy áo nam, chị 150.000 đúng không? 82kg mặc vừa đấy chị Thu Trang ơi. Mua đi 75 đến 80kg, 85kg là mặc ok đấy chị Thu Trang. Có 90.000 một cái thôi. Ừ, cái form này áo này to mà. Em bảo anh là to mà anh không có nghe em. To mà không có nghe chút nào luôn. Sanji số điện thoại cho em này. Yếm em hết rồi tình yêu ơi. Yếm hết sạch luôn. Anh ơi em mượn cái ghế của em cái. Mượn ghế của em cái. Chờ em xíu nhá. Không có chỗ ngồi anh bỏ em cái tất ra cái. Bỏ em cái tất ra cái. Tất này. Bỏ em tất ra. Ủa lên cho em cái áo trắng đi rồi. Áo trắng đính ngọc cho em kìa.
Lên áo trắng đính ngọc kia cho em kìa. Đây em lên cho người áo trắng đính ngọc nhá. Bà nhiều việc lắm. Lắm nhớ gửi đấy chuẩn luôn đấy chị ấy. Ok chị Lê Thanh Còm một cái phong to này, bao nhiêu đây? 45 đúng không? 45 Lê Thanh Còm. Lê Thanh Còm này. 90.000 cho em nhá. Ok. Lên cho em tiếp một mã này đi các chế. Mệt kinh khủng luôn đấy. Mấy giờ rồi anh? Đây. Lên cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Ok, chân váy từ từ đã, bởi vì em chưa tìm được cái hàng chân váy nào nó chuẩn cho mọi người. Phải tìm được cái hàng chân váy nào đẹp như hôm trước ấy là bán, em sẽ bán hứa với mọi người luôn. Hứa đảm bảo mọi người luôn, mọi người cứ yên tâm đi. Em không lừa mọi người cái gì đâu, như chân váy dạ mà đẹp ấy. Giống như ở mấy áo mà mấy hàng mà em hay mặc ấy mọi người, em đảm bảo mọi người luôn là em sẽ để cho mọi người một cái giá rất đẹp, chỉ từ 50.000 thôi. Không bao giờ hướng xuống nhá, lên cho em một cái mã nữa này. Em... Ok, một cái 45 Thu Trang. Không mua hơi phí Thu Trang ơi. Mã 45 cho em này. Thu Trang này. 90.000 một cái thôi tình yêu, form dạ này. Mua về tặng chồng, úi dồi ôi. Pê lê tê nhê luôn, 90.000. Trời ơi. Cái áo này em đã livestream một lần rồi các chế ơi, nhanh tay nhá. Trời ơi cái mã này đúng thực sự này, màu kem cho em này, mọi người sẽ thấy này. Cái gen của nó rất đẹp, mọi người sẽ. Ở đây là tay của nó đính ngọc này, toàn bộ đều là hàng hãng rất đẹp. Mã này thì gần như chị nào mặc cũng đẹp, mọi người mặc với chân váy lại càng đẹp cho em. Mã bao nhiêu đây ạ? Mã 4 mấy ạ? 46 cho em này, hàng cũng là hàng đẹp nhá, hàng Quảng Châu đẹp cho em, 75.000 thôi. Bán để chia sẻ livestream tăng tương tác. Chứ còn một mã này mọi người bán không bao giờ được mã đấy đâu ạ. Không bao giờ được cái giá này luôn. Mã 46 cho em này. 46 này xinh cực kỳ luôn này. 46 form 46 cho em mọi người mặc này, xinh chưa? Nó giống như mình đang mặc một cái gilet, sau đó ngoài là một cái áo ren này, tay đính ngọc cho em nhá, rất đẹp luôn. 46 cho em, 75.000 thôi. Màu này cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ đẹp luôn. 46 còn mấy chiếc cho em. 46 rất rất đẹp. Nhanh tay thì còn mấy chiếc cho em thôi. 46 này, ánh mai cho em này. 46 Trần Bảo Ngọc này. 46 này, ánh mai cho em này. Ánh mai cho em này, 75.000 này, ok này. 46 Trần Bảo Ngọc cho em này. Ưu tiên các thì yêu form dáng rộng nhá. Mã này hơi rộng một xíu ạ. Trần Bảo Ngọc cho em này. Áo nam đấy 75.000 này. Mã 46 cho em này. Mã 45 75 ký vừa đấy. Ừ, mã 46 này Gabi này. 75.000 cho em này, ok này. 46 mọi người nhá. 46 cho em này. B Ruby này. Đi 75.000 cho em này. 46 tiếp cho em nữa này. Ai chưa có 46 comment 46 cho em 75.000 ạ. Tay đính ngọc này. Ngọc Huyền cho em này. Ánh mai có chưa? 75.000 này không nhớ đâu. 46 cho em này. Đàm Thắm có hàng này. Đàm Thắm đi đâu rồi nhá? Đàm Thắm cho em này. 75.000 cho em này. Ok, 46 Thanh Huyền Nguyễn cho em này. Mã này đẹp. Thanh Huyền Nguyễn cho em này. Thanh Huyền Nguyễn cho em này. 75.000 cho em ạ. 46 Hải Ly cho em ạ. Hải Ly cho em ạ. 75.000 cho em này, nhìn của em mã này. Nhanh tay thì còn ạ. Đây mã này mọi người mặc rất xinh nhưng mặc với chân váy cực kỳ đẹp luôn. 46 nhanh tay cho em ạ. Có 75.000 thôi. Đây mọi người nhìn này. Tay đính ngọc nha, mã này gen là gen mềm luôn ạ. 46 cho em, chắc chắn mua hàng. Hãy chốt cho em 46 Thùy Linh này. Thùy Linh ở đâu đây ạ? 46 Thùy Linh cho em này. 75.000 cho em này. 46 này, còn đúng một người nữa là hết này. Mã này mọi người mặc với chân váy cho em. Gen ạ, chất gen rất đẹp ạ, gen pha gen luôn ạ. 75.000 cho em. Hiếm khi em bán rẻ như này lắm mọi người ơi. Mã này nhìn này, mặc cực kỳ tiểu thư luôn. Nhìn em mặc là mọi biết là tiểu thư rồi. Nhìn em mặc là sang mẹ cả con người luôn. 46 Hương Hương cho em này. Hàng Quảng Châu đẹp cho em nhá, chất len đẹp luôn này. 46 này Hương Hương cho em này. Hình như mày Hương Hương không chốt đâu. 46 Hương Hương cho em này. 46 này Hương Hương cho em này. Hương Hương cho em này là bao nhiêu nhở? 75.000, quá rẻ. Ai bán là lỗ đây ạ. Mai nhập cao cái trưởng luôn. 46 hết rồi tình yêu ơi, 46 hết cho em rồi. Lên cho em cọc len kia đi, anh ơi. Lên cọc len kia đi. 46 hết cho em rồi này. Cái này hình như là dạ này, dạ là 28. Dạ còn sót này. 46 cho em nhá, 46 cho em. Đây là cái gì đây? Để đấy đã. 46 cho em này. Một phác len cho em này. Này đi nốt đi. Phác len này chất cũng rất đẹp mọi người nhá. Phác len này chất cũng rất đẹp, rất đẹp luôn. Khoác len này nó giống như một khoác xám ấy mọi người. Khoác len mọi người nhớ cái khoác xám thần thánh của em không? Màu này cũng cực kỳ xinh này. Màu này màu be này, mặc đi chụp ảnh ở Sapa thì gọi là mất nút luôn. Đây nhìn của em này, nó giống như một cái khoác xám muối tiêu thần thánh ấy. Mã này hôm nay luôn, còn mấy chiếc đẹp lắm luôn. Nhìn của em này, giống y như cái khoác muối tiêu thần thánh, mặc y như em luôn, mặc cây như em luôn. Mọi người đi một đôi bốt cao, quá chuẩn luôn nhá. Mỗi tội là bụng em béo. 46 thì cho gì để cho Sanji. Ừ, Biruby xả 46 cho Sanji cho em, chị Biruby hộ em với ạ. Mọi người nghe kỹ cân nặng của em nhá. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em này, một cái màu này cực kỳ đẹp luôn. Mỗi tội là bụng của em nó hơi to. Bụng của em mà đẹp như các chế mà các chế nhỏ nhỏ xinh xinh này, đẹp chưa? Cực kỳ cao cấp nhá. Màu này em thấy màu ngoài cũng rất là tây tây luôn đấy mọi người. Mã này chốt cho em này, vừa bán vừa tặng cho em. Mã này còn đúng mấy chiếc này. 90.000 cho em, nốt đi. 47 cho em này. 47 cho em 90.000 này. 90.000 một cái ạ, không nghe nhầm đâu ạ. 90.000 một cái ạ, 47 cho em này.
47 cho em này. 90.000 một cái cho em ạ. 47 chốt cho em 90.000 một cái nhá. Không nghe nhầm đâu ạ. Áo dày như này luôn ạ. Đây ạ. 47 cho em 90.000 một cái. Không nghe nhầm ạ. Chị Nhung có hàng nè. Chị Nhung cho em này. 47 chốt tiếp cho em này. 90.000 một cái cho em. 47 chị Hương Hương có hàng. 47 46 Hương Hương có rồi mã. 47 không phải 47 nhưng mã này 47 cho em này. Hương Hương xin lại số cho anh cái. Hương Hương xin lại số điện thoại Hương Hương cho em. 47 thu có hàng này. Thu cho em này, 90.000 cho em này. 90.000 chị Nhung có hàng rồi này. 47 chốt cho em 90.000 này. Mất mạng ạ à này. 47 trốn cho em này. Sao may mạng. 90.000 cho em, nhanh tay thì còn này. Màu này mọi người mặc form dáng dài cho em nhá. 47 cho em này, thu xin số điện thoại cho em này, 90.000 cho em ạ. 47 này, túi nhá mọi người, rất là xinh luôn. Nhớ là chia sẻ lên cho em, 47 90.000 cho em. 47 ai? Mi xin á. Mi xin này. Mi xin này. Ok này. 90.000 này. 47 này Nguyệt Hoàng cho em này. Nguyệt Hoàng mai có ấy nhá. Đơn này dùng đơn mới nhá. Nguyệt Hoàng cho em này. 90.000 cho em. 47 còn một chiếc nữa các tình yêu nhá. Mặc rất xinh luôn này. Đây. Em đứng lên cho các chế xem này. Mọi người mặc với đi với robot dài rất đẹp này. 47 còn một chiếc cuối cùng nữa cho em là hết này. 47 cho em này. Còn một chiếc cuối cùng là hết này. Ai? Dung mán cho em này. 47 dung mán em hết này. Chị Mai chị Minh ơi hết rồi tình yêu ơi. Chất rất đẹp luôn này. Chất dày dặn dã man luôn. Ai mà mua được cái áo này á, quá sướng. Rồi, bởi vì chất nó rất là dày. 47 dung mán cho em hết này. Dung mán cho em này. 95.000 à 90.000 chứ. 90.000 cho em. Ok, 47 dung mán hết này. Đấy, mọi người nhìn không? Cái tất này, vết tất này, nó chỉ là một vết tròn nhỏ 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 xíu nữa thôi. Đó, nói chung là em thấy tất này rất là ok. Mọi người mua mà thỉnh thoảng mà mua ngày thay đôi được. 11.000 một đôi, ngày thay đôi được đúng không các chế? 47 hết rồi tình yêu ơi. 47 hết mất rồi. Trời ơi, lên cho em. Không biết là cái này là cái gì đây. Váy hay là áo ấy mọi người. Đây nữa này, đẹp quá. Cực kỳ chất sơ luôn. Đây lên xem cái gì đây. Phát cái len này, đẹp quá. Hàng này đẹp này, nếu mà mọi người mua cái này. Ồ, cái này là hình như là một cái set. À, một cái váy đen này. Một cái váy len màu rất xinh nhá mọi người. Màu này cực kỳ đẹp luôn này. Má này bán cho em 95.000 này. Cái váy len này mọi người mặc khoác ngoài cho em 95.000 cho em này. Cái váy này thực sự em phải nói thật là màu của nó em thấy rất là ưng. Rồi mặc cái quần tất cho em như này nhá, dưới nó hơi xòe nhẹ này, màu rất đẹp luôn ạ. Hàng này cũng là hàng hãng cho em mọi người nhá, nhìn rất đẹp luôn ạ. Đây ạ. Má này mọi người mặc này, bởi vì là em mặc cái váy thôi. Rồi mặc cái vest cho em 48 cho em, màu rất đẹp ạ. Thu ơi, có số điện thoại không Thu ơi? 48 cho em này. 48 cho em còn mấy chiếc nữa, dưới 55 cân mặc thoải mái, dưới 60 cân mặc ok. Nó là form co giãn cực kỳ đẹp luôn ạ. 95.000 cho em mã 48 đấy. Đẹp chưa? 48 cho em này. 95.000 thôi ạ. Đẹp quá. 48 cho em này. 95.000 ạ. 48 cho em này. 95.000 cho em. Rất đẹp, nhanh tay ạ. Tầm khoảng dưới 60 cân mặc vừa đấy, bởi vì mã này là co giãn chị Vũ Châu Lê ạ. Đây. Cực kỳ đẹp này, 48 này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Em không chốt để xả các chế nhá. Không chốt để xả mọi người nhá. Đây là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. 48 này. Đây đứng lên cho mọi người xem này. Chắc chắn mua bởi vì là mã này mọi người 45 cân mặc vẫn ok. Em mọi người mặc đâu nhìn nó ôm vào eo này rất đẹp này. 48 này. Bi Ruby có hàng này. Nó hàng co giãn mọi người nhá, 48 cho em này. Bi Ruby có hàng cho em. 48 chị Hải Yến nào đây anh ơi? Hải Yến nào đây hộ em với? Hải Yến 3. Hải Yến 3 cho em này. Ok này. 48 chắc chắn mua chốt cho em Vũ Châu Lê này. Đẹp chị Vũ Châu Lê. Vũ Châu Lê cho em này. Nhanh tay cho em đây. Mã này nữa đây. Mã này mọi người mặc thì cực kỳ đẹp, chất len cho em nhá. Đây. Rất đẹp này, dáng cực kỳ xinh luôn. 48 của một người nữa cuối cùng là hết này, chất len co giãn nhá. 48 cho em. 48 chốt cho em này. 48 chốt cho em, còn một người cuối cùng nữa là hết ạ. 95.000 ạ. May đẹp quá. Chất len chị Đào Nguyễn Minh nên mua. Váy này chất rất đẹp, khuyên thật lòng chị Đào Nguyễn Minh. Khác nhà em mấy năm rồi. 48 cho em này, 95.000 này. Váy chất len tình yêu nhá. Váy chất len cho em ạ. Thu giấy số rồi ạ, thu giấy số rồi, thu ơi. 48 cho em. Đúng là một mấy nhá. Mặc một mấy. 48 chưa có đơn, đủ đơn vào chốt cho em này. 48 chốt cho em này, 95.000. 48 ok, Trần Cherry có đơn hàng này. Trần Cherry cho em, hết cho em mã 48, Trần Cherry hết cho em. Ok, thu có hàng nhá, chắc chắn mua chốt cho em này. Một cái áo ông già Noel này. Đó, nghĩa là phải để thể Noel bán này. Jingle bell, jingle the way đấy mọi người này. Cái mã này ông già Noel này, em thấy ông già Noel rất là cool nhá. Rất là cool này, mã này vừa bán vừa tặng cho em này. Thực ra cái này nhập rất đắt này. 49 chốt cho em đi, 50 thôi. 49 cho em 50 này. Rất là đẹp, mã này cực kỳ xinh mọi người nhá. Jingle bell, đây là lông nhá, ông già Noel có lông này. Jingle bell, jingle bell. Mã này rất xinh nhá mọi người. Sắp đến Noel rồi đấy, nhắc đến là nhờ Tết nhờ lạnh như thế nhớ này. 49 cho em 50 này đó, vừa bán cho mọi người đấy, coi như cho ông già Noel. Đây nhá, cháu bán rẻ ông đấy.
nên ông già Noel là phải gọi là Noel cái thứ này kia là cho cháu gọi là không không phải đâu, ma 49 đặng Nguyệt Minh cho em này, có phải bảo bé đâu tình yêu đặng Nguyệt Minh này, 50.000 cho em, ok hết, ma 49 cho em. Đầu lên một cái này, một cái gì đây, trời ơi, đây đây, cái này là một cái váy á, váy dáng suông cho em tay lỡ nhá, váy sáng suông tay lỡ cho em này, má này váy rất đẹp luôn, em mặc cho mọi người xem nhá. Cái này váy này như là không biết là cái này có phải không, nhưng mà váy dáng suông một chiếc cho em 90.000 này, cái váy này rất đẹp này, mã bao nhiêu đây ạ? Mã 50 cho em váy dáng suông nhá. Đây mọi người mặc cho em, mặc với quần tất cực kỳ đẹp luôn. Đây, em thử cho mọi người xem. Rất đẹp luôn này. Đó mọi người nhìn không ạ? Váy dáng suông nhá, tay này cho em này. Mọi người thắt một cái đai vào đây nó là ok này. Đi đâu mọi người đeo lên bốt và thắt cái đai đây nó rất là đẹp này. Mặc cho em nguyên si luôn này. Biết rồi đây. Nhưng mà màu đen này. Chất phê siêu phê luôn, 90.000 thôi ạ. Một cái mã này ai không chốt được hơi phí này. Mã 50 cho em, ai không chốt được hơi bị phí luôn ạ. Mã 50 chốt cho em, mã 50 chốt cho em này, 49 em hết rồi. Mã 50 chốt cho em, 50 chốt cho em, chiều Nhung đẹp này, chị Nhung ơi, chất len này đẹp lắm chị Nhung. Mã 50 chốt cho em này, chị Nhung này, 90.000 cho em, mã này chất len rất đẹp luôn này, mã 50 hết cho em ạ. Lên cho em một cái váy này, đây là mỗi mẫu 1 nhá, chị Nhung còn một, không ít mẫu 1 thôi, cái này như là, cũng là váy hay là áo đấy ạ. Váy hay là áo đấy ạ, cái này là một cái áo len cho em này, đây, áo len bo này, chất phê luôn này. Chất cực kỳ đẹp, đằng sau của nó là thêu nhá. Mã này xem anh Ban xem bây giờ chia sẻ rồi. Mọi người tích cực chia sẻ lên cho em. Mã này mọi người mặc với quần dạ rất đẹp này. Mã 51 cho em, các tình yêu chia sẻ lên cho em. Mỗi chị chia sẻ 1-2 lượt thôi. Để mọi người mua, để mọi người mua cái giá rất là rẻ. Đây mã này mọi người chia sẻ lên cho em này. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em này, 75.000 một cái thôi. Dưới là nó bo nhá, dáng crop top này. Mọi người mặc với quần dạ cho em nhá. Đây mọi người nhìn này, dưới này mọi người này rất là đẹp, đằng sau rất đẹp, 75.000 cho em. 51 này, 51 đúng không anh? 52 51 thì Trần Cherry cho em này. Má này đẹp thì Trần Cherry vừa với bà luôn đấy bà. Bà nhìn nó xinh xinh này, 75.000 cho em này. 51 lấy cọc cho em đi, Tú lấy cái cọc cho em nữa đi. 51 này, Trần Cherry cho em này, 75.000 cho em. Ok hết cho em ạ. Lên váy len cho em nữa nhá. Đây, úi dồi ôi, len lót lông này, áo len lót lông này, các chế mà không mua hơi bị phí luôn này. Má này gần như là để giữ nhiệt cho mọi người luôn nhá. Len lót lông rất đẹp ạ. Len lót lông chất riêu đẹp luôn ạ. Má này dưới 55 cân mặc ok cho em này. Toàn bộ đây nhá, nhìn của em này. Tay đỉnh đây. Đẹp xuất sắc mọi người nhá. Đẹp xuất con nhà mà sắc luôn, cũng 85.000 cho em. Má này rất là đẹp ạ. Bên trong phủ toàn bộ đều là lông hàng cao cấp mọi người nhá. Hàng 2 lớp lông này. Hàng 2 lớp nhá, áo 2 lớp lông luôn cho em này. Mã này chốt cho em 85.000 này, 52 cho em này, dưới 55 cân mặc ok nhá. Mã 52 cho em ạ. 52 cho em là dưới 55 cân mặc ok cho em, nhanh tay thì còn 85.000 thôi. Mã này cực kỳ đẹp. Mã này mọi người không lấy thì em cũng lấy về cho mẹ em luôn ý. Mã 52 cho em này, 85.000 cho em này. 52, 85.000 cho em, 52, 85.000 cho em. Giang Hoàng ơi, em có bán cho khách mới và tình yêu ơi, tắt quạt cho em gái lại. 52, chốt 52 cho em này. Đấy, bỏ công vừa sạc điện thoại này. 52 một cái áo lót lông cho em, mọi người mua 52 cho em rất đẹp. Eo ơi, chất 52 mọi người sờ vào cái phê ôi, luôn. Cái sụt kinh này. Mờ Vũ là ai nhỉ? Sao? Không biết, 52 dung mán cho em này, có hàng này. Này. Dung mán cho em có hàng luôn này. Ok. Lên cho em một cái váy hot nhá. 85.000. Lên cho em một cái váy hot nhá. Cái mã này rất hot luôn này. Cái váy hồng cho em, màu hồng chút đi. Cái váy này thực sự hot, hôm nay cũng bán cho mọi người một cái giá quá là yêu luôn. Cái váy này mọi người mặc cực kỳ đẹp, mùa này mọi người mặc rất đẹp, mặc cái quần tất như em này. Bên ngoài khoác một cái áo vest hoặc một cái áo ấy này. Đây mọi người nhìn không ạ, màu hồng rất đẹp, để hàng hãng cho em nhá. Váy này thì gần như nó là kiểu basic rồi, chị nào mà cũng được, form ôm, form vest các thứ này. Gần như là chị nào mà cũng được, chỉ cần gầm khoảng độ dưới 60 cân là mặc thoải mái cho em thôi. Mặc cực kỳ đẹp luôn này. 52 dung mán cho em này, đẹp lắm thì dung mán đây. Má này mọi người mặc với quần tất cho em như này nhá. Cổ này màu hồng này, cực kỳ xinh luôn. Mã này vừa bán vừa tặng cho em luôn, thực sự đấy. Mã này em chưa em bán giá này luôn này. Nhìn này, mọi người nhìn này. Mã này màu cực kỳ xinh luôn, mọi người mặc với quần tất như này. Mùa đông mọi người chỉ cần khoác thêm một cái áo phao. Mùa này mặc vừa đẹp luôn cho em. Mã này bán cho em là 81.000 này. 81.000 cho em, màu quá đẹp. Trời ơi, 81.000 nhanh tay thì còn hàng cho em. Không dám xuông nhá mọi người. Gần như ai mặc cũng đẹp luôn này. Mã 53 cho em đúng không? 53 Trần Giang, có hàng chị Trần Giang mặc đẹp. Mã 53 chị Trần Giang cho em này. Trần Giang cho em này, mọi người dưới 60 ký mà ok cho em nhá. 81.000 này ok này. 53 Linh Hồng cho em này, hàng váy rất xịn luôn. 53 Linh Hồng cho em này. Linh Hồng cho em này. Linh Hồng cho em này, 81.000 này. 53 chốt cho em ạ, Đại Lâm Mộc Trà này. Đại Lâm Mộc Hòa. 53 chốt cho em này. Đại Lâm Mộc Hòa. Đại Lâm Mộc Hòa này. Đại Lâm Mộc Hòa cho em này. Bao nhiêu đây ạ?
Ok này, 53 thuốc chị Hoàng tươi cho em này. Từ đã. 53 thuốc chị Hoàng tươi cho em này. 53 Hoàng tươi này, Trần Giang có hàng nhá. Mắt em màu rất là xinh luôn, Hoàng tươi cho em này. 81.000 này, váy cực kỳ đẹp, chất siêu phẩm luôn. Trời ơi, đây mọi người nhá, cho mọi người xem một cái váy nó rõ hơn này, bởi vì cái váy này em là em mở năng ấy luôn ấy mọi người. 53 chốt cho em, 53 chốt cho em này. Hàng tươi rồi đúng không? Hàng tươi cũng cho vào cái túi khác cho em này. 53 chốt cho em này. 41 cân là hơi xuông đấy tình yêu. Váy này mặc rất đẹp, 81.000 một cái này. Ai nhận cái chất váy này đều ưng luôn. 53 ly sao Nguyễn, ly trong đấy mặc form càng xuông đấy. Mặc form của em đi, form của em hơi bóng một chút đấy. 53 này, ly sang Nguyễn này. 53 ly sang Nguyễn cho em này. 75 cân không? 53 ly sang Nguyễn cho em. Ly sang Nguyễn hình như là bạn của ai đấy chứ. Kính cận Nguyễn dồn đơn này, ok. 53 ly sang Nguyễn này. Mặc form của em đi. 53 này, ly sang Nguyễn này. 81.000 này, hàng xịn nhá. 53 này, QQ bé này. 53 chốt kính cận Nguyễn này. Kiu kiu bé cho em này. 81.000 này, ok này. 53 kính cận Nguyễn này. Kính cận Nguyễn này. Bao nhiêu tiền đấy nhở? 81.000 này, ok này. 53 Thúy Hồng này. Thúy Hồng cho em này. 81.000 cho em này, ok. 53 chốt nốt cho em các tình yêu. Còn đúng 2-3 chiếc nữa thôi. Rất là đẹp này. 53 Chu Thị Giang có hàng. Chốt ưu tiên nhá tình yêu. 53 này, Chu Thị Giang cho em này. 81.000 này. Văng vừa bị vắng ra ngoài. 53 này. Lisa Nguyễn, ok ok. Trần Thị Hiền có mà nhớ là Lisa Nguyễn rồi nên 53 Hồng Mơ này. 53 Hồng Mơ cho em này. Váy màu hồng rất xinh nhá. Còn đúng một chiếc cuối chị nào nhanh tay được này. Váy cực kỳ đẹp luôn, hàng đẹp luôn mọi người này. 53 Hồng Mơ này, Chu Thị Giang lên số điện thoại cho em nhá. Hồng Mơ cho em này. 81.000 cho em này. 53 còn một người cuối cùng nữa nhanh tay cho em. Váy màu hồng rất đẹp. Đây lại cho mọi người xem cái chất váy nhá. Xem lại chất váy cho em này. Váy này mọi người mà không chốt thì hơi bị phí luôn, bởi váy này em ấy rất là đắt luôn này. 53 nhá. Đây cho mọi người xem. Hàng váy rất xinh mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. 53 cho em màu hồng phấn. 53 còn đúng một người nữa là hết sạch luôn. 53 ok này, chốt Hoài Nguyễn cho em này. Nhớ của em là nhà em đi đơn từ hai sản phẩm nhá. Tiền su su ơi, có lấy tiền su su mà. 53 chốt Hoài Nguyễn cho em này. 53 này Hoài Nguyễn cho em này. Hoài Nguyễn cho em này, bao nhiêu nhở? Là 81.000 này. Ok, hết cho em cái này này. Lên cho em một cái len màu kem nữa đi ạ. Len màu kem, à cái váy này còn một chiếc em xả nốt cho các chế nhá. Còn một chiếc xả nốt cho em 90.000 này. Váy xòe bồng này, ưu tiên Chu Thị Giang cho em xin số điện thoại ạ. Váy này có một chiếc xòe bồng này, xả cho em là 80.000 này. Váy này chất rất đẹp ạ, cực kỳ mềm ạ. Màu đen cho em. Chu Thị Giang rồi với Thu này. Đây, màu đen cho em này. Cái váy này mọi người cực kỳ nấm nấm ơi, có thể nấm nấm nhá. Váy này 80.000 cho em. Mọi người ưu tiên các tình yêu tầm khoảng 1m6 giống 1m6 cho em. Mặc cái quần legging em không dám mặc bởi vì mọi người nhìn này. Cái form của nó vạt này. Ôm eo rất đẹp, 54 cho em 80.000 có đúng một chiếc. Riêng là cái hàng của em rất đẹp, 54 cho em này. 54 cho em 80.000 này. 54 cho em 80.000 các chế, 54 cho em, 54 cho em này. 54 cho em 80.000 nhá. 54 cho em này. 54 cho em 80.000 thôi, mã 54 này còn sót cho em. Quá. 54 cho em còn sót này. Nhanh tay còn một sót cho em, cái váy này rất rất đẹp luôn. Gần như ai mà cũng vừa luôn, 54 chốt cho em. 54 chốt cho em, xin lỗi chị tí, 54 chốt cho em này. Chất rất đẹp luôn này, 54 chốt cho em. 54 chốt cho em 54 ạ. 54 chốt cho em 54 nhá. 54. Chị Nguyễn Thu Huyền không giấu này. Bà Nguyễn Thu Huyền bà có qua mua quần tất không bà Nguyễn Thu Huyền. Ờ thế à? 54 chốt cho em với Thu này. Váy này xinh lắm luôn, Thu mua nhà mình rồi hay sao ấy. Rồi lên tiếp cho em một cái mã len này. Cuối livestream rồi thì cũng vừa bán vừa tặng cho em một cái mã len này nhá. Cái mã len lúc đầu bán rất đắt luôn đấy. 54 là bán là 80.000 thôi. Lên cho em một cái mã len nữa này, vừa bán vừa tặng cho em len này nhá. Anh lên cho em mã len kia đi. Thực ra cái tất này nhá, sau một hồi dùng em thấy này. Nói chung là mọi người vẫn phải so với cái tất rẻ tiền thì mọi người vẫn phải nhẹ nhàng. Chứ nó cũng không phải là dai quá nhưng vấn đề nó không bị rách, không dễ bị rách. Nhưng nhớ của em là tất rẻ tiền chúng ta lúc nào cũng phải nhẹ nhàng. Tại có 11.000 đôi mọi người mua còn đúng là bằng một đôi tất luôn đấy mọi người. Đây một mã màu kem cho em này. Thực ra cái mã này là đây bán cũng rất là đắt luôn. 58.000 cho em hàng này này. Hàng này hàng đẹp luôn nha mọi người. Ưu tiên á tình yêu, tầm khoảng độ như em dưới 1m6 ok, còn trên 1m6 là hơi bị ngắn một xíu. Áo này là hàng tay cộc cho em. Mã này bán cho em 58.000 một cái áo len này. Len màu kem nhá, gần như chị nào cũng nên có một cái luôn. Mã này bán cũng lỗ luôn cho em này.
Thực sự em thề mã này không lỗ là em mất lộc luôn. Lỗ là bảo lỗ thật này. Đấy mọi người nhìn không? Mã này bán lỗ cho em này, rất đẹp mọi người nhá. Đây. Mã này bán lỗ cho em, bán lỗ cho em này. Bán lỗ cho em nha, 58.000 này. Mặc bên trong kèm bên trong cho em này, rất xinh nhá, cổ 3 phân này. 58.000 cho em mã này, 58.000 cho em. Đây rất đẹp. Bán cho mình một đôi tất đen nhé. Kem Ly ơi, mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình chưa? 58 đúng không? 58 này, 58 chốt cho em. 58 này. À mà 55 đúng không? 55 58 đúng không? 50 mấy? 55 thu cho em này. 58.000 này, 55 chị Tại Hiền Anh này. 55 này, Tại Hiền Anh cho em này. Mã 55 nhé, Tại Hiền Anh cho em này. 58.000 này, ok. 55 Phương Còi này. 55 Phương Còi cho em này. 58.000 này. 55 B Ruby cho em này. 55 này. B Ruby này. 58.000 này. Mã 55 cho em này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá mọi người nhá. Hàng hãng luôn này. Có này, mọi người nhìn không? Len này mặc rất đẹp. 55 cho em. 58.000 thôi. Duyên Nguyễn này. 55 cho em này. Duyên Nguyễn này. 58.000 này, chị Tài Hiền Anh có rồi tình yêu ơi, còn đúng mỗi 3 chiếc rồi hết. Duyên Nguyễn xin số cho anh 55 dung bán này. 55 dung bán này. Chị Duyên Nguyễn xin lại số điện thoại cho em nhá. 55 chị dung bán cho em này. 58.000 cho em này. 55 Nguyễn Hoàng cho em này, cực kỳ đẹp luôn. 58.000 trời ơi, một cái áo hàng hãng luôn. 55 này Nguyễn Hoàng cho em này. Quý hết rồi. À còn một chiếc cuối cùng. 55 Nguyễn Hoàng, 55 Quý Hồng này. Mã này mặc quần dạ rất xinh nhá, Nguyễn Hoàng cho em này. 58.000 này. 55 Quý Hồng cho em này, mã này bán lỗ anh ạ. Anh biết rồi đấy gì, bị lỗ nặng luôn. Bị đéo phải không phải là ấy luôn. Chốt phải cái này là chốt cho ai đây? Nguyệt Hoàng. Còn một chiếc cuối cùng đấy, mọi người chốt cho em đi. Nguyệt Hoàng Quý Hồng có hết rồi. Rồi, Quý Hồng của một người cuối cùng nữa. 55 Quý Hồng cho em. 55 Quý Hồng cho em. Quý Hồng cho em này. Chị Nguyệt Hoàng có hàng rồi nhá, 58.000 cho em này. Em thề. Đã bảo rồi mà, mã này nếu mà không là mất lộc, thực sự mã này bán là lỗ. Mọi người biết cái chất rồi, nhưng mà mọi người nhớ là chia sẻ livestream mạnh tay cho em nhá, 55 này. 55 chốt cho em này, Trần Giang có hàng này. 55.000, à 58.000 cho em này, hết cho em cái này. Còn một chiếc này nữa này, chiếc này ai mua rồi thì biết này, màu này quá tây luôn, còn đúng một chiếc xả nhá. Không không thắc mắc hộ em nhá, bởi vì em là xả hàng cuối livestream cho các tình yêu đủ đơn nhá. Xả hàng cuối livestream cho các tình yêu đủ đơn nên mọi người nhớ hộ em là không thắc mắc dùm em nhá, các chế. Không thắc mắc dùm em nhá, không thắc mắc dùm em, cái này là một cái ấy cho mọi người đủ đơn này. Đó, mã này này. Rất đẹp này. Đó, mã này comment vàng cho em này, 58.000 cực. Thực sự đây mọi người nhìn em chất len này. Mọi người mặc cái mã len này không bao giờ sợ nó bị bột ra, bởi vì cái len này quá đẹp, len nó kết cực kỳ đẹp luôn, còn đúng một chiếc cho em. Vừa bán vừa tặng cho em, nhớ em là chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nhá. Comment của em này, mã này mọi người nhận này. Len nó hơi co giãn nhẹ nhưng form này là form dáng len crop top, mặc với quần dạ hoặc mặc với chân váy rất đẹp luôn. Len comment của em là 58.000 này, nhớ là chia sẻ livestream cho em nhá. Len này rất đắt luôn ạ. À. Đây ạ. À. Len này rất là đắt luôn này, nhìn của em hàng hãng thứ này kia này, cực kỳ phê luôn mọi người nhá. Nên là mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em. Nay chốt cho em là 55 vàng này. 55 vàng, comment 55 vàng cho em. Comment 55 vàng cho em này. 58.000 thôi ạ, rất là đẹp này. 55 vàng cho em này. 55 vàng cho em này. 55 này, cho em là 58.000 này. Đây, còn một mã cuối Mai Thị Minh cho em. Đây nhá, mọi người. Còn một cái anh đưa vest cho em. Anh đưa vest cho em Tú. Em sẽ chốt nốt vé cho mọi người đủ đơn. Em ơi, thực sự là đúng là vừa bán vừa sợ thật. Bởi vì sao? Hôm nay bán là thực sự là lỗ để tăng tương tác của mọi người thôi. Mọi người đã biết rồi. Em ít khi bán lỗ lắm. Cái vest này em lại dơ like cho mọi người xem một lần nữa để cho các tình yêu đủ đơn. Vest này là dưới 55 cân mặc đẹp cho em. Nhớ hộ em là vest này bồ công anh vừa nãy không cho số đây bồ công anh ơi. Có phải bồ công anh lúc đầu vào live stream không? Đây 55 vàng hết rồi tình yêu ơi. Đây này. Mã này chốt cho em. Đây cho mọi người xem cái vest này mọi người sẽ thấy là form rất là đẹp. Thực ra là em không bán nữa bởi vì là hôm nay nói thật là vest này em bảo là em lỗ bởi vì nhập rất là cao, cả công vận chuyển về nó có hơi độn vanh nhẹ một xíu nhưng rất đẹp này. Cái vest này mặc cho mọi người xem nhá. Nhớ em với là cái vest này nó là hàng hãng của em này, mọi người nhìn em cái mác mọi người đã biết rồi ạ. Mác rất xịn là hàng hãng cho em này, có cả cái này luôn nhá. Đó thì mọi người chốt cho em đủ đơn mã 56 cho em này. Mã 56 cho em này, 95 một cái vest thôi. Đây, từ cái tay cúc của nó rất đẹp, mọi người mua đi tặng cũng đẹp này. Đó em đóng cho mọi người hẳn hai cúc luôn. Đó, mọi người đi tặng cho em, nhìn đồ em này. Vai rất đẹp, vai cực kỳ đẹp luôn. Mã 56 cho em, chốt cho các tình yêu đủ đơn. Nốt hôm nay là dừng thôi. Đây, đây mã này bao nhiêu đây? Mã này chị nào chưa chốt được, chốt cho em nhanh tay thì còn này.
cực kỳ đẹp luôn này, 56 cho em, 95.000 rất đẹp. Vest này mọi người mặc yên tâm đi ạ, gần như ai cũng mặc vừa này. Hoài dưới 55 cân cho em này, ai? Hoài Nguyễn dùng đơn này. Nên là mọi người chốt cho em đủ đơn cho, còn nếu không là không có cơ hội để mặc cái áo này nữa đâu. Bởi vì hôm nay em bán rất là rẻ rồi. Mã bao nhiêu đây? 56 Hoài Nguyễn này. Mã 56 cho em này. Hoài Nguyễn dồn đơn cho em này. 56 Hương Giang này. Hoài Nguyễn cho em này. 95.000 này, ok này, 56 Hương Giang này. 56 Hương Giang này. Hương Giang cho em này. 95.000 cho em này. 56 này, Birubi này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhìn em mặc là biết này, 56 này, Birubi này. Birubi cho em này, 95.000 này, ok này. 56 Thúy Hồng này, đúng rồi, vest nữ chị Thiên Hương ơi, mặc đi em mà thật, đẹp là đẹp thật. 56 này Thúy Hồng, 56 Thiên Hương này. Thiên Hương cho em này. 95.000 này, ok này. 56 này, Thúy Hồng này. Ok, đợi tí sẽ lên hàng hot cho các chế. 95.000. 56 Thu Minh có hàng này, dưới 55 cân cho em nhá. 56 này, Thu Minh này. 95.000 cho em. Nhanh tay thì còn. Đây, vest quá đẹp, mọi người mặc như em thôi. Nhìn tụi em này, cái vai này của nó này, mặc cực kỳ đẹp luôn. Vest này nó là hàng cao cấp cho em. Nhìn mặc set như em thôi mà em mặc gọi là một cái áo gọi là cực kỳ rẻ tiền. Mọi người mặc bên trong áo ren thì đẹp nữa luôn. Cái vest này, Hoài Nguyễn chốt rồi, 56 còn đúng 4 chiếc nữa. Đây nhìn này, cực kỳ gọn luôn này. 56 trang heo này, trang heo được, trang heo ơi. 56 trang heo này. Mã này không, thực sự em bảo mà mọi người nhận cái vest này nhớ hộ em là phải 95.000 cho em này. Quỳnh ơi bán hàng trẻ em đi, Quỳnh đợi tí ok. Sẽ có hàng trẻ em cho mọi người, nhớ là chia sẻ lên cho em. 56 chốt cho em Lê Bông Bi này. 56 Mung Dung Mán này. 56 Lê Bông Bi này. Lê Bông Bi cho em này. 95.000 này, ok này. 56 Dung Mán cho em này. Còn đúng một chiếc cuối cùng này, Nguyễn Thu Huyền là hết này. Mã này đẹp mà. 56 Dung Mán, 56 Nguyễn Thu Huyền là hết này. Trời ơi, chị Dung một cái nữa đâu. 95.000 chị Nhung, em để cho chị Nhung một cái rồi. Còn một cái, thêm một cái nữa. Thế thì xem bạn nào xả. 56 chốt cho em này. Là Lê Nguyễn Thu Huyền là hết này. Tình yêu có sang lấy tất không? Không là hết bây giờ đấy. Hết tất là hết sạch luôn đấy. Thiên Hương lại chút nữa. Thế thì hết rồi tình yêu ơi. Cái mã này một có những cái mã mà mình bán một buổi tối. Đây mã này bao nhiêu đây ạ? 56 này. Nguyễn Thu Huyền hết sạch luôn các tình yêu nhá. Nguyễn Thu Huyền cho em này. 95.000 thực sự luôn đấy mọi người. Ok hết cho em mã này. Đây bắt đầu mới lên bộ trẻ con nhá. Thực ra là bộ trẻ con này em nói luôn nó là hàng đắt chứ không phải hàng rẻ. Nhưng mà em sẽ bán cho mọi người một cái giá gọi là quá đẹp luôn. Bây giờ bắt đầu mới dừng lại để bán bộ trẻ con đây. Nhìn ngoài tất nó cũng chỉ là một lỗ nhỏ nhỏ thôi, rất là đẹp nhá. Đó bây giờ mới bán bộ trẻ con cho các tình yêu đây. Bây giờ mới bán bộ trẻ con cho các chế. Nhưng mà mọi người hộ em nhá, bộ trẻ con thì là em sẽ bán cho mọi người hôm nay bán rất là rẻ luôn, không hề đắt một tí nào. Rồi lên nốt mấy cái này cho em nốt đã. Đây cái này là một cái chân váy hay là cái gì đây? Một cái váy này, ôi váy đẹp thế. Một cái váy cho em này, cái váy mùa đông nhá, dưới là pha ấy nhẹ cho em này, dưới là nói chung là váy nhẹ nhàng mọi người. Mọi người hiểu cái váy mùa đông của mốt của mấy năm gần đây không? Nó kiểu ôm suông suông cái kẻ như này này đấy. Hơi dáng ôm suông một tí nhá, dưới nó là suông này và chéo nhẹ như này cho em. Mã này mọi người tầm khoảng độ dưới 52 cân mặc ok cho em mã này. Dưới 52 cân một cái này cũng xả cho em luôn 80.000. 56 nữa cho chị Nhung. 56 cho chị Nhung cho em nhá. Cho Thiên Hương cho 56 cho Thiên Hương này. Cho Thiên Hương cho em này. Đẹp lắm mọi người, em bảo mà mã này đẹp là đẹp mà. Ok chốt cho em. Lên cho em một cái váy này 80.000 cho em, dưới 52 cân mặc đẹp cho em, mã 57 cho em. 57 cân nhỏ nhỏ mặc vẫn xinh nha, mã này em không dám thử mã này rất đẹp. 57 cho em, 57 cho em. 57 cho em này, 80.000 ạ. 57 cho em này. Ơ 56 chết rồi, Nguyễn Thắng một cái. Thế thôi để cho Nguyễn Thắng một cái. 56 Nguyễn Thắng một cái cho em nhá. Mã này mã năm mấy đấy? 56 Nguyễn Thắng. 56 Nguyễn Thắng cho em một cái này. Chị Thiên Hương ơi khổ thân em. Bảo Nguyễn Thắng ba chút từ đầu. 56 Nguyễn Thắng anh để rồi, Nguyễn Thắng một cái nhá. Đấy chút cho em đấy. 56 Nguyễn Thắng cho em này. Nguyễn Thắng cho em một cái. 57 chốt cho em, 57 chốt cho em này, nhanh tay thì còn nhá. 57 cho em. Chị Thiên ơi khổ thân em. 57 đàm thắm luôn này, mã này đẹp này. Đàm thắm cho em, ok hết cho em mã này. Bắt đầu lên hàng trẻ con cho em, mọi người chia sẻ nhiệt tình chưa? Eo ơi phải chia sẻ nhiệt tình cho em này. À cái váy này còn một màu nữa này. 57 chốt cho em là 80.000 thôi. Cái váy này còn một màu cho em nữa, màu xám mà cũng rất là tây. Cái kẻ của nó là kẻ gu xì, mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em. Eo thực sự may là bán là lỗ gọi là lỗ lặng đấy mọi người ạ, không phải lỗ nhẹ đâu. Cái váy này mọi người không đổi màu giúp em nhá, bởi vì hai màu đều xinh, mua quá rẻ luôn. Ok nhường. Đây một mã này, mọi người hiểu em này, đẹp chưa? Đây hiểu em này, rất đẹp, trời ơi.
à, không ai bán cho mọi người một cái váy như thế này luôn này. Nhìn màu xám này cực kỳ tây, không hề già một tí nào. Em mặc cho mọi người một cái màu xám với khoác cho em một cái khoác ở ngoài nhá. Không biết là hiện tại đây đang còn khoác nào không, sợ lấy nó nhầm mất này. Đó, mọi người chia sẻ cho đã đủ nhiệt tình với em chưa nào để em lên cho mọi người một cái giá này. Quá xuất sắc luôn mọi người ạ. À, đây, cái váy này màu, hai màu đều đẹp, màu xám với màu hồng đẹp, mua hai cái có 160 thôi. Đấy, mã này vừa bán với bớt thêm 1.000 nữa cho em này. Mã này 80.000 cho em tròn này. 80.000 này, màu rất xinh nhá. Nhìn này, mặc với tất xám đẹp chưa? Mặc với tất xám đây, đứng lên cho mọi người xem này. Cực kỳ xinh nhá. Form dáng suông này, không hề lộ bụng nhá. Mọi biết là bụng em to như nào, ngồi nó xấu như nào này, mặc bộ này chưa? Cực kỳ đẹp luôn này. Ui, màu này tây thế. Cực kỳ đẹp. Mã bao nhiêu đây? Năm mấy ạ? 58 cho em 80.000 này. 58 cho em Bích Ngọc 2, bây giờ không phân biệt đâu. 58 cho em Bích Ngọc 2 này. 58 này, Bích Ngọc cho em này. Bích Ngọc 2 cho em này. 80.000 này, 80.000 cho em nhé. Mã này màu cực kỳ tây luôn. 58 chốt cho em còn mấy chiếc nữa thôi. Màu tây lắm, 58 thanh thiên của hàng này. Chất mỏng nhẹ mọi người nhé, mặc với quần tất cực kỳ đẹp. Mặc với mùa 58 này. Thanh thiên đợi tí 2 phút em lên đồ bé luôn. Thanh thiên cho em này, 80.000 cho em này. 58 hạnh ruby có hàng này. 58 hạnh ruby này. Hạnh ruby cho em có hàng này. Là bao nhiêu nhỉ? Có 80.000 một cái này. 58 Phạm Loan có hàng này. Phạm Loan có hàng cho em này. 58 này là 80.000, ok này. 58 Đặng Nguyệt Minh cho em này. 58 Đặng Nguyệt Minh cho em này. 80.000 này. 58 Quý Hồng này. Quý Hồng cho em này. 80.000 này. 80.000 cho em này, ok này. 58 Chị Nhung một cái này. 58 Chị Nhung một cái cho em này. Chờ em, anh cho có túi mới, em xin cái túi mới cái. Túi này nhìn nó bê bát quá. 58 Chị Nhung một cái này. Còn hai chiếc nữa. 58 cho em Chị Nhung này, chắc chắn mua giúp em nhá. Thanh Nhàn Nguyễn ơi, Thanh Nhàn Nguyễn chắc chắn hộ em rồi nhá. Thanh Nhàn Nguyễn mua xong rồi xả là khổ thân em lắm luôn đấy. 58 Thanh Nhàn Nguyễn cho em này. Thầy vốn hết em. Nhớ là chia sẻ bao nhiêu chia sẻ rồi. Mọi người dừng lại chưa để mua đồ trẻ con. 58 này, Thanh Nhàn Nguyễn này. 80.000 này. Mã này cực kỳ xinh này, 58 Hải Yến 4 cho em này. Hết cho em mã này nhá. Hết cho em luôn. 80.000 một cái. Em gọi một cái túi cho anh. Chốt miếng giấy tay luôn. 58 chốt cho em này, Hải Yến 4 này. Hết cho em. Đấy, Hải Yến 4 cho em này. 80.000 này, ok rất nhiều. Lên tiếp thêm một mã nữa nhá. Đây mọi người này. Bây giờ mấy giờ rồi anh? Anh bắt đầu với bộ trẻ con cho em. Trời ơi, hàng nhà em chất thành núi luôn đấy. Mọi người nhớ là phải chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. 22:47. Bắt đầu lên cho em bộ trẻ con này. Thực ra cái bộ trẻ con này em sẽ bán cho mọi người rất là rẻ, một cái giá chưa từng bao giờ mọi người nghĩ đến. Nó là hàng cực kỳ đẹp. Bộ này mọi người mua ở ngoài thực ra cái giá của nó phải rơi vào tầm khoảng độ 150-180.000. Mọi người về mọi người thử sờ chất đi thì mọi người sẽ thấy là nó đẹp như thế nào. Mọi người về mọi người cứ thử sờ chất đi mọi người sẽ thấy này. Em sẽ đọc từng size cho mọi người, mỗi hôm chỉ bán 10 bộ thôi bởi vì hàng này rất đắt. Em nhập nó là 120.000 bộ rồi. Mọi người thử ra nhập mọi người sẽ thấy này, thử ra hàng shop mọi người hỏi này, hoặc thử sang bên Minh Nghiệp mọi người sẽ thấy này. Đầu tiên cho em mở một bát này, em bán đúng 10 bộ nhưng mỗi hôm bán đúng 10 bộ, 1 bộ này, 2 bộ này, 3 bộ này, 4 bộ này, 5 bộ này, 6 bộ này, 7 bộ này. Đó. 8 bộ này. 9 bộ này. Đó, 10 bộ, đúng 10 bộ luôn. Bán đúng 10 bộ là em dừng. Cắt đi. Đây thêm một bộ nữa cho các chế nào. Bộ này mà chế nào mà mặc mà nhận được thì cực kỳ đẹp. Bởi vì bộ này có một cái đặc điểm là bộ này có một cái quần của nó rất đẹp luôn. Đấy, bán đúng mười mấy bộ thôi. Đừng comment trước hộ em nhá. Em sẽ bắt đầu từ mã bộ trẻ con thì bắt đầu lại từ mã 01 cho em. Đây này, lên mấy bộ này để cho các chế sướng luôn. Đây này, bán đúng 15 bộ. Hôm nay bán đúng 15 bộ bởi vì thực ra là hàng trẻ con rất là đắt. 30 cân không có. 30 cân này, từ từ nhá. Từ từ này mọi người, từ từ này. Mã 01 cho em, bộ trẻ con này, comment hộ em nhá. Nghe kỹ hộ em cân nặng bởi vì đây là mình mua cho con. Thế nên là mọi người nghe kỹ hộ em cân nặng nhá. Nghe kỹ hộ em cân nặng, tránh trường hợp là mình nhầm lẫn và rất là đáng tiếc luôn. Nhìn hộ em này, toàn bộ hàng hot luôn, không phải là hàng vớ vẩn mọi người, nhìn hộ em này. Toàn bộ đều là hàng Quảng Châu chất đẹp cho em. Toàn bộ đều là hàng Quảng Châu chất đẹp. Nghe hộ em kỹ này, đừng comment trước hộ em. Em đừng comment trước nhá. Em bộ này em bán là đồng giá 50.000 bộ cho em, đều là hàng đẹp hết. Tất cả đều là hàng nỉ cho em và hàng à chất nhầm hàng cốt tông đẹp luôn, cốt tông đông đẹp mà đến mức là phải nói là em lâu lắm rồi em mới tìm được một cái chỗ mà hàng bộ đẹp như thế này, bộ trẻ con đẹp hơn rất nhiều so với hàng trước kia luôn.
sao so với rất nhiều cho cái bộ mà em bán 50.000 luôn. Mọi người đừng comment trước cho em nhá. Bộ trẻ con thì mọi người chú ý hộ em này, ngay kêu em cân nặng, bởi vì là mình mua cho bé nhà mình mà. Em sẽ áng lượng cân nặng cho mọi người là chuẩn nhất cho em này. Bắt đầu từ bộ này này. Bộ này thì bé tầm khoảng độ 9-10 cân mặc đẹp cho em. Bộ nỉ bông cho em này, chất rất đẹp này. Hàng có cúc nhá. Bên trong nỉ bông này nó là hàng đẹp chứ không phải là hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam em bán hàng trẻ con rất nhiều rồi nên hàng Việt Nam em biết ngay. Bộ này bé trai cho em ok này, Bích Ngọc, một bộ bé trai này, bộ rất đẹp luôn ạ. Bộ 50.000 bộ thôi. Mọi người sờ chất mọi người sẽ thấy này. Bích Ngọc cho em này, hàng túi zip xịn luôn nhá. Bích Ngọc cho em này bao nhiêu đấy ạ? Bích Ngọc nào đấy? Bích Ngọc 1. Bích Ngọc này mã 01 cho em này, mã 01 cho em này. 01 cho em ạ, 50.000 một bộ này. Đấy, còn không cần bộ mã đâu, cái này không cần mã. Đấy. Mã này bộ bé trai cho em 01 ok, Trần Bảo Ngọc có hàng này. Em mượn cái túi cái. 01 Trần Bảo Ngọc có hàng cho em này. Hàng rất đẹp luôn ạ. 01 Trần Bảo Ngọc này, 01 Trần Giang hết cho em này. Trần Bảo Ngọc này. Trần Bảo Ngọc cho em, lên một bộ nữa ạ. Trần Bảo Ngọc cho em này 50.000 này. Ok này. 01 Trần Giang cho em hết này, toàn bộ hàng đẹp nhá. 01 này, đây, hàng rất đẹp luôn này. 01 chốt cho em này. Thế thì Trần Giang chốt cho em à. Bộ này hàng đẹp mọi người nhá. Nói chung là các tình yêu mà mọi người mua cho con thì biết rồi. Riêng cái hàng người lớn thì em còn chả treo được các chế. Nói thật sự luôn, đấy là hàng người lớn em còn chả treo được các chế. Nếu như mà hàng bộ trẻ con thì không bao giờ chả có treo được, bởi vì sao? Bích Ngọc ơi, 11 cân là vừa, bộ đấy 11 cân là vừa. Em áng sai cho bé là từ 9 đến 11 cân. Mọi yên tâm đi, em áng sai là chuẩn. Bích Ngọc, nếu mà chị Bích Ngọc không lấy để cho chị khác hộ em nhá, được không? Để cho ai nhỉ? Để Lê Bông Bi đủ đơn nhá. Bích Ngọc để cho Lê Bông Bi đủ đơn này, áng là chuẩn đấy tình yêu. Để cho Lê Bông Bi cho em này. Mọi người cứ lấy cân size tầm khoảng trên dưới cho em nhá. Đây Lê Bông Bi 01 cho em. Lên tiếp cho em nữa. Lê Bông Bi lên tiếp cho em nữa này. Đây mọi người nhá. Một bộ này rất là đẹp. Mọi người nhìn hộ em, mọi người nhìn chất này. Cái quần này là bị lẫn trong một cái hàng đẹp của em. Quần này là lót nhung nhưng mà chỉ một bộ này thôi. Chỉ một bộ này là quần lót nhung thôi, bởi vì là quần này rất là đắt. Bộ này mọi người nhập vào đã phải tầm khoảng gần 200 rồi. Quần lót nhung này mọi người nhìn đã biết này. Bộ này nhưng em chỉ bán 50.000 cho mọi người thôi. Nhưng áo là áo cốt tông này. Áo chất cốt tông cho em. Bộ này là bé tầm khoảng độ 10 11 cân ok cho em. 10 cân ok cho em mà đây. 9 10 cân ok cho em này. 02 cho em 90 cân rất đẹp. Bộ này ai mà nhận được thì cực kỳ đẹp luôn. Đây. 9 10 cân cho em bộ này. Nhanh tay thì còn đúng một bộ thôi ạ. Nhanh tay thì còn cho em này, bộ này 90 cân cho em này. Cái này bị mất túi rồi, 90 cân cho em bộ này. Toàn bộ đều là hàng Quảng Châu rất đẹp. Em không trả treo các chế, 02 cho em. 02 cho em này. Bộ đùi quỳnh này, 02 chốt cho em này. Nhanh tay chị Trần Cherry có vừa không bé? Chị Trần Cherry có vừa không ạ? Trần Cherry cho em 50.000 bộ này, đây. Mọi người biết nhá, em không quảng cáo nhiều. Bởi vì sao? Cái hàng bé này, cái hàng bé này 02 này, bộ bé trai bé gái mặc hết luôn. Đây tiếp cho em cái này. Trần Cherry 02 cho em đây, lên tiếp cho em bộ này. Bộ này cho em rất là đẹp, nhìn của em này, đẹp mê ly luôn. Em lên từng bộ cho mọi người này, không mã 03 cho em này. Bộ này đẹp lắm luôn mọi người nhá. Cực kỳ, mọi người nhìn của em cái chất mọi người đã biết rồi ạ. Bộ này bé cho em tầm khoảng độ 15 cân, 14 15 cân em mặc thoải mái cho mọi người. Em 14 15 cân cho em, bởi vì sao? Em muốn cho bé không, bé này quần em đo gang cho mọi người nhá. Gang tay của em chắc cũng bằng xem mọi người. Quần này hơi to đấy nhở. To mà. Quần này to nhưng mà quần này thì 20 cân. Không, bộ này chỉ tầm khoảng 17 cân thôi. 17 cân. Bộ này quần là hơi dài một xíu. Quần này là hơi dài một xíu cho em mọi người. Về sắn hộ em cái quần này đi, 50.000 cho em này. Bộ này rất đẹp, màu vàng cho em. Bé tầm khoảng 17 cân. 17 cân cho em bộ 303. 03 có bé của em 03 17 cân vào đấy cho em. Chất rất đẹp luôn này. Hàng hãng luôn. Này. 17 cân cho em, quần hơi dài một xíu nhá. Bộ này quần hơi dài một xíu nên 17 cân cho em, nhanh tay thì còn 50.000 một bộ. Quá xuất sắc luôn, khá bao nhiêu. 15 cân sợ là hơi rộng đấy chị Nhung Dương. 03 này, bộ này tầm 17 cân là ok. 03 cho em 50.000 này, bộ này rất đẹp luôn. 03 chốt cho em 50.000. Quá đẹp một bộ này, dày cực kỳ luôn bộ này. Nói chung là hàng em bảo rồi mà. Hàng bộ ý phải 17 cân đúng rồi chị Mai Thu Huyền, để cho mã này 03 chốt cho em. Đẹp lắm, toàn hàng Quảng Châu này. Hàng Quảng Châu rất đẹp luôn, Kiến Hải cho em này. Đẹp lắm, đây lên bộ này, bộ giữ nhiệt cho em. Bộ giữ nhiệt này cho em này, bộ giữ nhiệt này. Bên trong, bộ giữ nhiệt này dày lắm. Một cái áo cực kỳ dày, áo này như là nỉ bông này cho em này. Một cái quần cho em bộ giữ nhiệt này. Một cái quần cho em bộ này bé là tầm 14 cân ok cho em. 14 cân cho em, 13, 14 cân, 14 cân cho em. Đẹp lắm luôn. 04 cho em này, một cái quần màu vàng. Bên trong hàng lót nỉ nhá, hàng xịn cho em. Nói chung em không biết làm thế nào để diễn tả cho mọi người sờ cái chất áo ấy, chứ không phải là mọi người nhìn mọi người tưởng là hàng vớ vẩn, nhưng mà mọi người sờ cái chất áo mọi người mê luôn ấy. Thật sự cái hàng đẹp em mới bán em bảo rồi mà. Riêng hàng cho bé gần như là hàng đẹp em mới bán, chứ không bao giờ em bán giá bán hàng xấu cho bé cả. Mã không này. Quần này 20 cân thì mọi người về ấy cho em nhá. Đây. Chất rất dày này, nhìn em cái áo này dày lắm luôn. Bộ này áo giữ nhiệt cho em này. Một cái quần cũng cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ đẹp, nhanh tay thì còn cho em.
04 cho em, mà mẹ 04 cho em, đẹp lắm, áo này đẹp. Áo này em không biết diễn tả mọi người như thế nào ấy. Bên trong lót bông bông kiểu nó dày lắm mọi người nhìn này. 04 được nhung dương 14 cân vừa luôn, 04 nhung dương. 04 nhung dương cho em này. Nhung dương cho em này. 50.000 này, chúc các bé hay ăn chồng lớn nhá, mua để chúc cho các bé hay ăn chồng lớn lên cho em. Đây này. Ôi nhiều bộ đẹp lắm, đây bộ này nữa này. Nỉ, rất nỉ nhưng mà rất là đẹp này. Bộ này nỉ quần vàng cho em. Bộ này là bộ này bộ cộc cho em, bộ cộc thì bán cho em 40.000 thôi nhưng mà quần rất đẹp, chất quần cũng cực kỳ phê. Quần này nó cũng hơi dài một tí so với cái tuổi của nó bởi vì là chắc là quần này nó bị lộn. Bộ này cũng bán cho em vừa bán vừa tặng luôn 40.000 cho em này. Bộ này bé tầm 17 18 cân cho em, 17 18 cân mặc bộ này cho em 17 cân. 17 18 cân cho em bộ này còn 8 à còn còn bao nhiêu nhỉ? Còn 40.000 thôi. Quần rất đẹp luôn. Mọi người thật sự 40.000 mọi người ra ngoài mọi người mua được chưa mua được cái quần cho em bao nhiêu đây? 05 à? 05 chốt 05 cho em này. 05 cho em này. Em mỗi mỗi em chỉ còn một bộ thôi bởi vì cái này em nhập đã là 120.000 rồi mọi người nhá. 05 chốt 05 cho em. 05 chốt 05 cho em 40.000 bộ này. Bộ nhện siêu nhân các thứ này kia đẹp lắm. 17 cân, 17 18 cân cho em. 05 này nhung dương này. Nghe kỹ cân hộ em mọi người nhá. Nghe kỹ cân hộ em tránh tình trạng xả đơn nhá. Đây một bộ nữa này. Xinh chưa? Bộ này thì nó hơi bị bẩn nhẹ một xíu thôi. Mọi người nhìn nó em này, chất rất đẹp này. Hơi bẩn nhẹ một xíu thôi. Nhưng này nhìn nó em này, đẹp lắm mọi người, không biết diễn tả là sao cho mọi người biết này. Bộ này là bộ cốt tông thôi, nhưng nhìn nó em này. Bộ này chia sẻ mạnh tay lên cho em, bộ này tặng cho em này, tặng cho bé nào tầm khoảng 12 cân cho em. 12 cân cho em nhá. Bé nào 12 cân tặng luôn, tặng là em lỗ. Em nói thật mọi người, tặng là đã bán là đã lỗ rồi. Nhưng tặng cho em này, bị bẩn một xíu chắc chắn là giặt được. Nhưng bé tầm 12 cân mặc cho em rất đẹp. Nhìn của em này, hàng hãng cho em nha mọi người. Nói chung là bộ này thì mọi người khỏi phải nói bởi vì nhập đã vào đã cao rồi, mọi người ra chợ. 05 ok tặng chị Nhung này, bộ này chị Nhung đem đi tặng sinh để chị Nhung mới. Em để nó chế một là một cho cái túi nó xịn xịn xíu nha. Đây, 05 chốt chị Nhung cho em này, tặng luôn. Đẹp lắm luôn. 05 anh chốt tặng cho em nhé, nhớ là chia sẻ của em với tình yêu nhá. Chị Nhung cho em này, tặng này. Đẹp lắm luôn, bộ hoa rất đẹp, lên cho em một bộ nữa này. Bộ này vừa bỏ ra xong nhìn thấy phê luôn. Bộ này các tình yêu nhìn thấy là phê luôn này. Bộ này cho em, ôi đẹp chưa? Bộ này cho em này rất đẹp. Hàng này là hàng cốt tông, không phải là hàng Việt Nam mọi người nhá. Nếu như mọi người nhầm tưởng nó là hàng cốt tông Việt Nam thì không phải. Nó là hàng cốt tông Quảng Châu, mọi người sờ vào chất của nó rất mịn. Chất của nó rất mịn, bộ này dao động là 180.000, giá ngoài kia là 180.000, 150.000. Nhập vào chợ Ninh Hiệp là 120.000, em không nói điêu. Bởi vì năm bộ này hình như là em không nhớ đâu, nhưng mà nói chung là chất rất đẹp này. Hàng hãng của bên Quảng Châu luôn này. Nó là hàng hãng nhá, đều là các bộ đều là có tác mác xịn luôn. Mọi người nhìn của em ạ, hàng hãng ở bên Quảng Châu này, bộ này bé tầm khoảng độ 14-15 cân, đẹp cho em, quá xuất sắc luôn. Bộ này mã bao nhiêu đây? Mã 06 cho em à? 06 cho em này, 06 cho em này, rất đẹp mọi người nhá, bé 14-15 cân cho em. Mã 07 à? 07 cho em này, 50.000 một bộ này, chất rất đẹp luôn. Mã 07 cho em, 07 cho em bộ cốt tông nhá, cốt tông cho em, bé mặc bộ này cực kỳ xinh luôn này. 07 chốt 07 cho em này, 07 chốt 07 cho em, đưa mọi cái túi túi. 07 cho em 14-15 cân mặc đẹp cho em, đẹp lắm luôn. 07 cho em này, đẹp xuất sắc luôn này. 07 cho em này, 07 cho em bé 14-15 cân nhá, 50.000 bộ thôi. 07 cho 07 cho em này, 07 cho em bé 14-15 cân cho em, 07 cho em này, 50.000, quá rẻ em nói thật mọi người. 50.000 mọi người bằng mọi người mua được cái quần cốt tông dài cho cháu. Em nói thật đấy, còn chưa mua cái áo năm ngoái em mua 07 này, chắc chắn hoàng chốt cho các tình yêu có đủ đơn nhá. Mỗi ngày em chỉ bán một ít xíu thôi, sau em dừng livestream. 07 06 em hết rồi mọi người, 07 cho em. 07 chị Tài Hiền Anh có hàng này. Tài Hiền Anh này. Đổi quần áo lấy make nhá chị Tài Hiền Anh. Đổi quần áo lấy make cắt nhá các tình yêu. Đổi quần áo lấy make này. Bộ này cũng đẹp này. Toàn bộ đẹp thôi. Toàn bộ xinh lắm đấy mọi người ạ. Mà em lười dỡ ra quá. Đây một bộ này em lấy cho cháu em này. Bộ này rất là đẹp luôn. Mọi người nhá, bộ này rất là đẹp. Mã 08 cho em này. Nhìn của em cái bộ này. Đẹp chưa? Mọi người cứ yên tâm đi, em bán kể cả mọi người mua rẻ. Mọi người mua rẻ bộ này cũng phải là tầm khoảng 100.000 bộ. Bởi vì chất của nó đẹp, nó không phải là hàng xưởng Việt Nam nhá. Đó, bộ này chốt cho em này, bé tầm 13 cân này, 13 cân mặc đẹp cho em. 13 cân mặc bộ này đẹp cho em, 13 cân mặc đẹp luôn này, 13 cân quần rất đẹp này, quần con thỏ. 13 cân mặc đẹp cho em này, mã này 13 cân mặc ok cho em này. 13 cân mặc ok cho em mã này, 13 cân cho em nhá. 13 cân cho em này, một bé em bé 13 và bé 14 cân cho em. Một bé 13 và bé 14 cân cho em này. 13 cho em này, một bé 13 và bé 14 cân cho em. Một bé 13 và bé 14 cân cho em này, bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy? 08 chốt cho em này. Có một bé comment 08 14 cân cho em nhá. 08 này, Đỗ Thị Anh này. Đỗ Thị Anh này. Đỗ Vân Anh này. Ưu tiên nhá 50.000 này. 08 Hoàng Tươi này. Lấy size to hơn một chút xíu thôi ạ, Hoàng Tươi cho em này. 50.000 này, bộ này rất xinh luôn, lấy cho cháu em hai bộ luôn. 08 chốt cho em. 08 chốt cho em một người nữa là Lương Duyên dồn đơn, 08 Lương Duyên có đơn chưa? Có rồi.
Lương Duy.